cứ đi ra thôi, đi sau tôi bắt khoản đây không không ai mang đi đâu. Hồ ly nhưng mà hồ ly to thì không có. Hồ ly to có chứ. Chào tất cả các anh chị các bạn. Mọi người có đợi tôi không ạ? Mọi người có đang đợi tôi không ạ? Vâng, hôm nay tôi vừa khai giảng một cái lớp học về bán hàng trên Facebook, livestream ngay trước để chạy quảng cáo. 9 giờ 15 mới xong thì chạy đến đây là sắp đồ sắp đạc bắt đầu. Có bao nhiêu người đang xem rồi ạ? Hiện có 18 người ạ. Vâng. Cả nhà đã chuẩn bị đấu giá chưa? Hôm nay toàn là sản phẩm đắt tiền thôi ạ. Chắc là đấu đi, hôm nay tôi đến muộn một xí. Thực ra tôi không phải là tôi đến muộn đâu ạ, mà tôi đến đúng giờ đấy. Chẳng qua là tôi không thông báo là hôm nay tôi có một cái lớp khai giảng, cho nên là nó cũng lịch nó cũng muộn hơn một chút so với mọi khi. Vâng. Trước mặt tôi thì đang bày rất là nhiều các sản phẩm cóc bằng thạch anh này, cóc bằng ngọc này, đấy, rùa đầu rồng thạch anh này, rồi thì hổ và hổ đầu rồng bằng ngọc này. Các anh chị ạ, rùa đầu rồng, một số những cái sản phẩm rất là mới, rùa đầu rồng, toàn những sản phẩm đắt tiền thôi ạ. Mọi người nhớ like nhá, nhớ share nhá. Hôm nay mọi người muốn mua sản phẩm gì ạ? Vâng, chào anh Kiên. Vâng. Thầy đã đến nơi rồi. Vâng, thực ra là mình còn sắp xong hết đồ đạc trước mặt bàn mình là toàn là tự mình sắp hết. Vâng. Tất cả những sản phẩm này ở trước mặt tôi này, tôi sẽ giới thiệu. Vâng. Đây là một cái hình bảo kiếm ạ, bằng ngọc ạ. Rất là đắt. Vâng, giá khoảng 6 triệu tôi giới thiệu qua thôi. Vâng, bảo kiếm, thượng phương bảo kiếm nhá. Đây là chú rùa đầu rồng bằng thạch anh hồng. Vâng. Giá của nó là 3 triệu, giá niêm yết là 3 triệu. Cóc bằng thạch anh xanh. Vâng. Giá là 2 triệu. Cóc bằng thạch anh xanh. Các anh chị ạ. Vâng. Gà trống nhỏ nhỏ mini bằng thạch anh xanh. Vâng. Vâng. Sản phẩm này thì chỉ chừng 1 triệu thôi ạ, chỉ chừng 1 triệu thôi. Còn đôi hổ này. Vâng, hổ đầu rồng này thì rất là đắt bởi vì nó làm bằng ngọc, một đôi ạ. Cái này là bằng một đôi. Rất là đắt. Vâng. Đôi này là giá niêm yết là 10 triệu đấy. Vâng. Đá quý phong thủy nha anh nhé. Tất cả đá quý của chúng tôi bán là đều có chứng thư giám định đá quý đấy ạ. Chứng thư giám định đá quý. Vâng. Để đấy cho mọi người, nếu mà mọi người thích đấu thì cứ đấu ạ, giá không đồng. Vâng. Đây cũng là rùa đầu rồng. Hôm nay là đặc sản rùa đầu rồng. Thạch anh hồng. Vâng, giá là khoảng 4 triệu. Thạch anh hồng. Vâng. Đá phong thủy. Đợt này không thấy anh like chương trình học quảng cáo nữa. Có nhá, đỗ đại học nhá, có nhá. Anh sẽ like đợt này xong thì anh sẽ quay lại chia sẻ kiến thức với mọi người. Rồi, cứ bình tĩnh. Có đấy ạ. Đây là cóc bằng ngọc. Vâng. Cóc bằng ngọc giá là 6 triệu rưỡi một con cóc này. Vâng, 6 triệu rưỡi. Rất là đẹp. Vô cùng tinh xảo.
Chúng ta bắt đầu đấu giá chưa? Chúng ta bắt đầu đấu giá chưa? Vâng. Các em xuống dưới kia lấy giúp anh thêm một số cái vòng lên đây, vòng đeo tay. Vâng. Để đấu cho dễ. Vâng. Có cần đồng hồ không anh? Có đồng hồ. Lấy đồng hồ. Rồi. Đây một con cóc nữa, một con cóc. Vâng. Cũng bằng ngọc rết màu trắng, bằng ngọc rết, cóc ngọc tiềm thừ. À, tiềm thừ ngọc vàng. Giá là khoảng 5 triệu đồng, giá khoảng 5 triệu đồng. Vâng. Chúng ta bắt đầu chưa ạ? À, đây là tháp Văn Xương bằng ngọc hoàng long, tháp Văn Xương bằng ngọc hoàng long. Giá khoảng 2 triệu rưỡi. Tháp Văn Xương ngọc hoàng long. Vâng, giá khoảng 2 triệu rưỡi. Ok. Anh Tú không xe thì anh Tú chăm đấu giá và để được nhiều cùng nhiều đồ nhá. Pin là sao? Cả nhà ơi, chúng ta đấu được chưa? Chúng ta đấu được chưa? Mọi người thích đấu sản phẩm gì trước ạ? Mọi người thích đấu sản phẩm gì trước ạ? Mọi người thích đấu sản phẩm gì trước ạ? Cho tôi biết ạ. Xin mời ạ. Mọi người đi hết đâu rồi? Chắc là hôm nay mình đến muộn. Anh Tú ơi, anh chia sẻ nhiều vào. Vâng, bây giờ đã gần 10 giờ rồi. Thôi hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Hôm nay do tôi đi làm về muộn, tôi đi dạy khai giảng lớp mới. Bây giờ thì tôi mới về, tôi mới làm được. Cũng rất là nhanh thôi, nhưng mà do là không sớm hơn được nên có thể là một số anh chị đã nghĩ là hôm nay không có buổi đấu giá. Vâng. Chúng ta bắt đầu với một cái sản phẩm đầu tiên. Bắt đầu với một cái sản phẩm đầu tiên. Vâng. Các anh chị muốn sản phẩm nào trước ạ? Đây là có gì ạ? Vòng đeo tay vòng thạch anh tím ạ. Vòng đeo tay vòng thạch anh tím dành cho phụ nữ ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu đấu luôn sản phẩm này. Chúng ta bắt đầu đấu luôn sản phẩm này. Đây ạ. Vâng. Đây, mọi người có thể nhìn thấy giá. Hiện tại giá của vòng này là 500.000. Rất là đẹp ạ. Xin mời. Các bạn đã chuẩn bị để tham gia chưa ạ? Và hôm nay chúng ta sẽ đấu giá nhanh thôi. Chúng ta sẽ đấu giá rất nhanh thôi. Thay vì là mất thời gian nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá. Đây là đá thạch anh màu tím. Vâng, đá thạch anh màu tím dành cho nữ giới.
Vâng. Và giá giá tham khảo trên thị trường là không dưới 500 ngàn đồng, không dưới 500 ngàn đồng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá ngay. Chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá ngay được không ạ? Mọi người sẵn sàng chưa ạ? Vâng, mỗi một phiên đấu giá. Mỗi một cái phiên đấu giá thì chúng ta sẽ kéo dài trong 3 phút. Chúng ta sẽ kéo dài trong 3 phút đối với những cái sản phẩm vòng này. Bởi vì phiên đấu giá này nó rất là nhanh thôi. Vâng. À, vừa lái xe vừa xem chương trình yêu thích. Cảm ơn anh Giáp. Anh Giáp ơi, nhưng mà anh vẫn lái xe cẩn thận nhá. Anh Giáp vừa đi học về đang lái xe đúng không? Vâng. Chiếc vòng đầu tiên, phiên đấu giá đầu tiên. Vâng, giá cho đi là 0 đồng, giá cho đi là 0 đồng và giá niêm yết trên thị trường là 500.000 và tôi rất muốn bán cái sản phẩm này với cái mức giá đấu giá chỉ khoảng độ mở hàng thôi 200-300 ngàn đồng là đẹp, được chưa? Chúng ta bắt đầu chưa? Chúng ta bắt đầu chưa? Xin mời. 3 phút bắt đầu, xin mời, hãy trả giá. Vâng. Mọi người hãy trả giá đi ạ. Bắt đầu đi ạ, bắt đầu trả giá đi ạ. Vòng Thành Anh, vâng, vòng vòng Thành Anh. Được chưa ạ? Vòng Thành Anh giá 0 đồng. Vòng Thành Anh giá 0 đồng, xin mời. Vâng. Dạ vâng, chị Hằng 80k ạ. Vâng, xin mời. Xin mời, vòng Thành Anh giá 80k. Vâng, người đầu tiên đã trả rồi. Người đầu tiên trả 80k. Vâng. Kiều Tú Tú ạ, 90k. Kiều Tú Tú 90k, đồng ý ạ. Xin mời. Giá thị trường của vòng Thành Anh tím đá tự nhiên là 500.000 ạ. Chúng tôi rất muốn mở hàng với sản phẩm này. Với giá bất kỳ ạ, bao nhiêu chúng tôi cũng bán ạ. Xin mời. Anh Kiên 100k. Vâng. Anh Kiên 100k, anh Kiên 100k. Chị Thảo 100k. Chị Thảo Nguyễn 100k. Anh Kiên 100k trước rồi, anh Kiên 100k trước rồi. Vâng ạ. Chị Thủy 111k. Rồi để anh ghim cho chị Thủy 111k. Okay. Chị Thủy 111k rồi. Vòng đá tự nhiên bằng Thành Anh tím nhá, có giấy kiểm định, có giấy kiểm định rõ ràng. 1 phút đã trôi qua rồi, 1 phút đã trôi qua rồi. Có giấy kiểm định đã được trì chú rồi ạ. Vâng. Anh Kiều Tú Tú 123k ạ. Đã được trì chú rồi đấy ạ, rất có lộc đấy ạ. Vâng, rất có lộc. Mua ở Thái Lan hơn 2 triệu đấy. Rồi đúng rồi. Ở Việt Nam chỉ 500.000 thôi và phiên đấu giá này em chỉ phải trả với giá là 300.000 thôi. Chị Thảo Nguyễn 140k ạ. 140k. Kiều Tú Tú ơi, 123k chậm rồi. Ở Thái Lan 2 triệu thì kệ nó đi, mình đang ở Việt Nam nhé. Đá quý, đá quý. Đá quý, vâng. Rồi ạ, đúng rồi, để đấy. Có giấy chứng kiểm định đá quý đấy ạ. Anh Vân Linh Kiên là 150k. Vâng. Chị Thủy 168k. 168k, vâng, 168k. 168k. Bạn Hằng đâu rồi, bạn Hằng có trả cao hơn không ạ? Chị Thảo ơi, 190k. 190k. Vâng, vòng Thành Anh màu tím rất hợp với phụ nữ, rất hợp với chị em mình, rất là đẹp, đúng không ạ? Chị Hằng 200, 250k. Chị Thảo Nguyễn 190, chị Hải Nguyễn 200, chị Hằng 250, chị Hằng 250. Vâng, chị Hằng 250 rồi ạ. Anh Kiên ơi, anh có tham gia không ạ? Anh Kiên ơi, anh có tham gia không ạ? Chị Hải Nguyễn. Chị Thủy 268k rồi ạ. 268k. Là giá của chị Thủy ạ. Vâng. Công ty cổ phần đào tạo GHB. Cảm ơn chị. Vâng. Chị Nga 272. Ok. Chị Nga 272. Chị Hằng 300k. Chị Hằng 300k. Vâng. Chị Nga 272 rồi. Chị Hằng 300k rồi ạ. Có ai trả cao hơn không ạ? Nhường cho chị Nga đi ạ. Nhường cho chị Nga đi ạ. Tôi theo dõi chị Nga đấu mấy phiên này chưa được rồi. Tăng năng lượng cho người đeo. Rồi. Vâng, vi sách để tôi xem. Vâng, không chấp nhận, không chấp nhận. Vâng. 300k, 300k. Chị Thủy 368k. Chị Thủy 368 rồi, chị Nga ơi. Chị Nga ơi, chị Nga ơi, chị Thủy 368 rồi. Chị Nga với chị Thủy đấu đi ạ. Chị Nga đấu cao hơn chị Thủy đi. Vâng, vòng Thành Anh màu tím. Vòng Thành Anh đá tự nhiên. Có giấy kiểm định. Nhá, màu tím, em nhé, Hải Nguyễn ơi. 368k là giá cuối cùng rồi. Tôi sẽ đếm. Chị Nga có trả giá cao hơn không ạ? Chị Nga ơi. Còn 30 giây nữa, còn 30 giây nữa. Vâng. Còn 30 giây nữa. 368 là giá cuối cùng rồi ạ. 378 và 378 của chị Nga rất thông minh. Rất thông minh ạ.
Tôi sẽ đếm còn 20 giây nữa. Còn 20 giây nữa. Vâng. 20 giây nữa xin mời. 20 giây nữa. 378. 378 vòng thạch anh màu tím, giá thị trường là 500.000. Như bạn Gấu bạn ấy nói là ở bên Thái Lan là mua 2 triệu. Mà ở Việt Nam đấu giá ngồi tại nhà. Chị Thủy 399. Chị vâng. Nga ơi. Chị Nga có trả giá cao hơn chị Thủy không ạ? Chị Nga 411k. Vâng, chị Nga 411 ạ. Chị Nga 411. Vi sách 450k rồi ạ. Vâng, tôi đã không đồng ý rồi, tôi đã xóa rồi. À, vâng. nhường thôi. Chị Nga 411 rồi. Chị Nga 411 rồi ạ. Chị Thu Thủy ơi, chị Nga 411 rồi. 411 rồi. Tôi sẽ công bố 10 giây nữa hết giờ. 10 giây nữa tôi đếm lại, tôi đếm lùi này. Tôi sẽ công bố này. Vâng, giá cao nhất là 410. 10, 9, 8, 7, 6. Chị Thủy có trả giá cao hơn không ạ? 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Vâng. Chắc mèo chị này Nga em vừa nói được. Chắc mèo này em được. Đúng rồi. Chị Nga ơi, chị Nga có thể cho em xin địa chỉ và số điện thoại của chị Nga được không ạ? Bên em sẽ ship free cho chị nhá. Chị Nga để lại số điện thoại để các bạn nhân viên bên công ty sẽ hỗ trợ chị. Vâng, ok, inbox. Dạ vâng, chị inbox cho em với ạ. Mình sẽ nói lại là phiên đấu giá đầu tiên thì chị Nguyễn Thị Nga đã chiến thắng với sản phẩm là vòng đeo tay thạch anh màu tím. Vòng đeo tay thạch anh màu tím giá bán lẻ trên thị trường là không dưới 500.000. Và phiên đấu giá đã diễn ra thành công với mức giá là 411.000. Chị lưu ý nhé, tất cả các sản phẩm khi chị nhận là phải đều có giấy chứng nhận. Đều có giấy chứng nhận như thế này. Vâng. Thì chị hãy nhận. Còn nếu có vấn đề gì về sản phẩm, chị cứ liên hệ với tôi để được hỗ trợ, được chưa? Vâng. Xin chúc mừng chị và xin cảm ơn chị đã tham gia phiên đấu giá đầu tiên. Được chưa? Xong rồi, tôi sẽ công bố sản phẩm này xong rồi ạ. Vâng. Chị Nga inbox cho em xin địa chỉ và số điện thoại của chị Nga nhé. Vâng, ok. Có bạn hỏi vòng màu đen. Có vòng đồng màu đen nhé. Vâng. Có vòng màu đen nhé. Vâng. Vòng màu đen, tôi vừa nhìn thấy ở đâu đó, tôi có một cái vòng màu đen. Dạ vâng, có bạn Hải Nguyễn ạ. Bạn ấy muốn hỏi vòng màu đen ạ. Vòng màu đen, tôi vừa nhìn thấy ở đây, gắn đây rồi, vâng. Màu đen tuyền luôn, màu đen tuyền luôn, ok. Đây là ngọc obsidian, obsidian, vâng, tên khoa học của loại ngọc này. Vâng. Giá là giá trên thị trường cũng 500.000. Vâng, giá trên thị trường anh lưu ý, được chưa? Giá trên thị trường 500.000. Đây ạ. Đây, đây nào. Ngọc màu đen, các anh chị đã xem chưa ạ? Ngọc màu đen bằng obsidian, chất liệu obsidian. Vâng. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Vòng màu đen này tôi đeo cũng đẹp à? Tôi đeo cũng đẹp. Thôi được rồi, cứ thế là chiến đấu thôi ạ. Vâng. Bắt đầu phiên đấu giá số 2 chưa ạ? Chỉnh giúp em cái đồng hồ này nó hết nó bây giờ. Vâng. Bắt đầu phiên đấu giá số 2 chưa ạ? Sài Gòn Free Ship bạn nhé, Sài Gòn Free Ship. Vâng. Sao không thấy thầy gọi lại cho em Phượng ớt? Gọi cái gì nhỉ Phượng ớt ơi? Đấu giá thành công à? Vâng. Hôm trước gọi nhiều lần rồi nhưng mà không nghe máy. Hôm trước nhân viên của tôi có nói là có gọi nhiều lần rồi nhưng mà không thấy nghe máy em ạ. Gọi từ cái số 7979 ấy, số hotline của thương hiệu của Đá Quý Phong Thủy Vật Bảo ấy. Em lưu ý nhé, em lưu ý hoặc là em inbox cho mình cái số, cái địa chỉ của em nhé. Có gọi rồi đấy. Ok, để lên đây xem. Bỏ con kiếm này ra. Rồi. Anh Trường ơi, bên em là sẽ free ship nhá. Kể cả là anh ở trong Sài Gòn em cũng sẽ free ship đấy ạ. Vâng, bàn làm việc của tôi đang rất là chật chội bởi vì có rất là nhiều. Chị Phương ớt ơi, chị phải kiểm tra lại nhé. Nhân viên có báo là gọi cho chị nhiều lần nhưng mà không thấy chị nhấc máy. Hoặc là chị cho nhầm, vâng, hoặc là chị cho nhầm. Chị inbox lại số điện thoại và địa chỉ nhé, vâng. Chị Nga cũng vậy nhé. Phiên đấu giá số 2. Phiên đấu giá số 2. Hẳn xoài ca đến ship chị Nhung. Vâng. Màu gì? Nhung thích màu gì? Nhung mất thích màu gì? Lại vàng tiếp à? Hay là hồng hay đỏ? Ok ok.
Màu đen phiên đấu giá số 2. Thời gian đấu giá là 5 phút. Thời gian đấu giá là 5 phút. Giá của thị trường là 500.000. Và bắt đầu khởi điểm với giá là 0 đồng. Vâng, thời gian 5 phút tôi sẽ bấm giờ. Được chưa ạ? Bây giờ là 10 giờ kém 5. Bắt đầu, xin mời. Xin mời, hãy trả giá, hãy trả giá. Phiên đấu giá số 2, vòng màu đen, vòng màu đen. Hãy trả giá, vâng. Xin mời ạ. Rồi, nhung đỏ, sẽ có thằng anh đỏ cho em nhé. Rồi, Linh Nguyễn 100k. Vâng, hàng nữa anh đi, Linh Nguyễn 100k. Linh Nguyễn 100k. Vâng, xin mời. Xin mời. Vòng 100k, 100k đầu tiên, 100k đầu tiên. Xin mời ạ. 100k, giá khởi điểm là 100k. Vâng, đã có người trả 100k rồi. Đã có người trả 100k rồi. Rồi, Cẩm Nhung hôm nay đã nhận được ông cóc sái ca đến. Rồi, nhân viên bên này cực đẹp trai luôn. Toàn đẹp trai như anh trở lên. 120k, 120k. Anh Vũ Thái Thượng 150k. Vâng, 150k anh Thái Thượng. Vâng. Anh Thái Thượng 150k sản phẩm vòng này, sản phẩm vòng màu đen. Vòng bạn, màu đen đây em ơi. Hải ơi nhìn em ơi. Bạn chip anh ơi. Sao? Ok rồi. Vòng màu đen đây rồi ạ. Vòng màu đen em nhìn thấy chưa? Chị Tường Hân 200k. Tường Hân 200k. Vâng, Tường Hân 200k, bỏ qua chip anh nhé. Bỏ qua. Vâng. Chip anh ơi, bạn cho giá cao quá rồi. Vâng vâng. Hải Nguyễn 170k, Hải Nguyễn 170k. Tường Hân 200k, Tường Hân 200k. 200 rồi ạ, 200 rồi ạ. 200 rồi, Thái Thượng ơi 220. Rồi ạ. Đúng là Thái Thượng rồi 220. Anh Trường 250. Anh Trường ơi, đây là đấu giá về đá quý phong thủy nhá. Cho nên là chúng ta sẽ hết sức lưu ý là bạn Hải 300k. Vừa bán. Vâng. Hải Nguyễn 300k. Hải Nguyễn 300k. Anh rất muốn bán sản phẩm này cho Hải Nguyễn. Mọi người ơi, bạn Hải Nguyễn đã trả 300k rồi ạ. Vâng, Linh Nguyễn 230. Chậm rồi ạ. Anh Cường Hưng Hải Phòng 250. Chậm rồi ạ. Vâng. Đây là một sản phẩm đá quý phong thủy và tâm linh, nên là mọi người thuận mua vừa bán. Đừng có tranh mua tranh bán rồi bỏ bom nhé. Vâng. Anh Thái. Nhưng mình muốn. Anh hãy trả giá bình thường thôi anh Chíp Anh ạ. Vâng. Anh Thái Thượng 320 ạ. Vâng. Vũ Thái Thượng 320. 320 ok ạ. 320. 320 rồi ạ. Chị Hằng 350 ạ. 400k, 400k chị Hải Nguyễn. Vâng. 400k chị Hải Nguyễn. Vâng. Thời gian còn, thời gian còn lại là 2 phút 15 giây. 2 phút 15 giây. 2 phút 15 giây bằng 400k. Vâng. 2 phút 15 giây. Vâng. Anh Chim Anh ơi. Vâng. Anh Hải Nguyễn ạ. Vâng, tại vì thế à, anh ạ. À. Các bạn rất là xinh. Vâng. Xoay một cái đèn pin. Chip anh 500k đây ạ. Vâng, đợi tôi một chút. Chip vâng, anh có tính không ạ? Đợi tôi một chút ạ. Vâng. Phạm Cường 401k. Anh Hải Nguyễn nha. Ok. Chip anh 430 rồi ạ. Anh Thái Thượng 410. Vâng. Tạm thời phiên đấu giá là anh Chip Anh không tham gia vote. Vâng. Vì anh chưa hiểu luật cho nên là để phiên đấu giá sau anh nhé. Vâng. Không phải đâu, Phan Anh là sao hả anh? Vita Phạm và đã tham gia. Vâng. Anh Thái Thượng là cao nhất ạ, 403. Vâng, anh Thái Thượng 403. Anh Thái Thượng 400k, 403 rồi ạ. Vâng. Vâng, đúng rồi, Phạm Mạnh Cường check, đúng rồi, cảm ơn anh, chính xác ạ. Vâng. Chính xác là như thế. Anh Phạm Mạnh Cường 411k là cao nhất ạ. Anh Phạm Mạnh Cường. Vâng, anh Vũ Thái Thượng. Vâng, chị Hải Nguyễn đang nâng lên 450. Anh Hải Nguyễn. À, anh Hải Nguyễn 450. Và tôi công bố còn 20 giây nữa sẽ hết giờ. Hiện tại là 450 của anh Hải Nguyễn ạ. Vâng, 450 ạ. Anh Cường anh trả thấp hơn rồi.
450 cho một chiếc vòng mà giá thị trường không dưới 500k. Vâng, 450. Tôi nghĩ rằng là nhường anh Hải Nguyễn đi ạ. 451 ạ, 451 rồi. Chết rồi anh Hải Nguyễn ơi. 451 rồi. Tôi sẽ đến lùi 10 giây ạ. 455. 10 giây bắt đầu. 455 của anh Vũ Thái Thượng ạ. 9. Anh Hải Nguyễn ơi. 8, 7 6 5 4 3 2 1. Đâu rồi? Anh Cường và anh Thượng lại đang giả giá bằng nhau ạ. Hết giờ. Anh Cường và anh Thượng lại đang trả giá bằng nhau. Anh Hải Nguyên đã trả 500k. Anh Hải Nguyên đã trả đủ 500k. Vâng. Chúc mừng anh Hải Nguyên. Xin chúc mừng anh Hải Nguyên. Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều. Em cũng rất là ủng hộ anh phiên đấu giá này. Anh Vũ Thái Thượng và anh Phạm Mạnh Cường cũng thế. Cô rất sát liệt nhưng mà chúc mừng anh Hải Nguyễn nha. Đã rút sản phẩm. Quyết định là đưa ra mức giá là 500k để chiến thắng. Sản phẩm này sẽ kèm với giấy chứng thư giám định đá quý sẽ gửi tới anh Hải Nguyễn. Chúc mừng anh. Anh Hải nhờ comment cho em xin thông tin được không ạ? Anh inbox cho em xin thông tin với ạ. Có vòng chồng nhưng mà chưa đấu anh Hoàng Tùng ạ. Anh Hải Nguyễn cho tôi xin số điện thoại và địa chỉ ở trên comment ạ. Để các bạn bộ phận bán hàng sẽ. Vâng, anh Phạm Mạnh Cường có hai nick uy tín. Cảm ơn anh. Vâng. Em xem và được quà. Cảm ơn anh Cường nhiều. Vâng, chắc chắn là anh là bạn của chị Hương đây rồi ạ. Chắc chắn là anh rất uy tín rồi ạ. Vâng. Anh Hải Nguyễn ơi, anh để lại số điện thoại để các bạn nhân viên các bạn sẽ gọi xác thực luôn ạ. Vâng. Đấu giá tiếp. Ok. Các bạn hỗ trợ giúp anh về cái phần thông tin số điện thoại của anh. Anh Hải Nguyễn cho em xin thông tin số điện thoại được không ạ? Ok anh Hải Nguyễn. Anh có thể gửi inbox cho anh. Anh ơi cho em xin cả địa chỉ nữa. Vâng. Anh Hải Nguyễn làm việc tại công ty vận tải ô tô Ninh Bình. Sống tại Ninh Bình ạ. Vâng. Ok. Một cái phòng rất là đẹp. Anh đang ở nước ngoài. Anh đang ở nước ngoài thì anh tặng sản phẩm này cho ai ạ? Cho vợ. À cho vợ ạ. Vâng. Ok ạ, số điện thoại đây rồi. Anh vâng. Hải inbox cho em xin địa chỉ của anh của vợ anh Hải nhá. Rồi ok. Rồi. Chúng ta chuyển sang phiên đấu giá số 3. Và đội kỹ thuật. Vâng. Vâng, xin đã xác nhận được anh Hải Nguyễn, cảm ơn anh. Ok. Dạ, xin chào. Tiếp tục ta sẽ đấu giá tiếp một số cái vòng nữa cho nó dễ được chưa ạ? Vâng. Đây rồi ạ, đồng hồ của tôi chạy rồi. Ok. Anh cứ alo vào số điện thoại đấy. Vâng ạ, nhất trí ạ. Bây giờ các bạn ok, đã liên hệ với anh Hải Nguyễn được rồi. Vâng, cảm ơn anh. Bây giờ là một cái vòng thạch anh mắt hổ. Mắt hổ màu đỏ. Màu đen sẫm rất là đẹp. Cả nam và nữ đều mua được. Giá thị trường là không dưới 700.000. Một chiếc vòng mắt hổ màu nâu đỏ cực kỳ đẹp và quý hiếm các bạn nhé. Hạt ly 12 các bạn nhé, rất hợp với lại mệnh thổ. Một chiếc vòng mắt hổ đá thiên nhiên 100%. Đây các bạn nhé. Ê, bạn Đá Việt đã trả giá rồi đấy ạ. Chưa. Okay. Bạn Đá Việt ơi, đợi một chút nhá. Chúng tôi bấm giờ đã. Vâng, chúng tôi bấm giờ. Cuộc chơi là vẫn dành cho bạn. Thời gian đấu giá là 3 phút ạ. Vâng, ok. Sếp muốn 3 phút ạ. Vâng. Thôi sếp để em làm việc này cho. Ok. Trường ơi, đợi em một chút, em bấm giờ rồi mới ấy ạ. Thời gian là 3 phút ạ, theo ý kiến của chủ đầu tư. Thời gian là 3 phút ạ, vâng, chúng ta sẽ bắt đầu bấm được chưa ạ? Vâng. 3 phút các bạn nhé. 3 phút ạ, 3 phút cho một cái vòng giá thị trường không dưới 700.000.
vòng mắt hổ màu nâu đỏ cực kỳ đẹp. Thay em tự nhiên ạ, Các bạn chuẩn bị bấm nhá, Anh Trần Hải ơi, đợi em một chút, em bấm giờ thì mới tính được ạ. Bắt đầu. Vâng, 3 phút bắt đầu, xin mời. Dạ vâng. Bắt đầu rồi đấy ạ, anh Trần Hải và anh Trường trả giá đi ạ. 3 phút bắt đầu. Xin mời. 105k. Vâng, 105k. Anh Trần Hải 105k. Vâng. 105k cho chiếc vòng cực đẹp như thế này. Vâng, giá thị trường là không dưới 700.000 đâu ạ. Vâng, hãy thuận mua vừa bán vì đây là một sản phẩm tâm linh, một sản phẩm phong thủy. Không nên thuận mua, không nên tranh cướp mua và người mua không mua. Chị Kim Anh 150k. Vâng, 150. 150 rồi ạ, 150 rồi. Xin mời, 150 chị Kim Anh ạ. 170 chị Hằng ạ. 170 chị Thảo. 170 ạ. Chị Thảo 170 rồi ạ. Vâng, anh Chim Anh 150, anh Đắc Trường 200 rồi, anh Đắc Trường 200. Vâng, chị Thảo ơi, chậm mất rồi, anh Đắc Trường lên 200 rồi. Vòng này trên thị trường không dưới 700.000 nhé, không dưới 700.000. Rất là đẹp, thực sự là tôi cũng rất là thích nhé. Vâng, dạ, đây anh, ạ, đeo rất đẹp luôn. Anh Trần Hải 205.000 ạ. Vâng, 235 rồi, anh Trần Hải có vẻ rất thích sản phẩm này. Xin chúc mừng anh, 235 rồi, anh là đang đứng top rồi. 240. Kim Anh 250. Vâng, Kim Anh 250 rồi ạ. 250. Anh Chim Anh 260 ạ. Vâng. Anh Chim Anh 260 ạ. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh. Anh Trần Hải 280 ạ. Anh Trần Hải 280. Chị Susan chậm rồi ạ. Vâng, 275 rồi. 280. Ai trả giá cao hơn không ạ? 300. Vâng, 300. 300 rồi. 300 rồi chị Thảo ơi, 300 rồi. 310 rồi. 310, 320 rồi. 320 rồi ạ, 320 rồi. Vâng, chiếc vòng tuyệt vời này 320 rồi. 320 rồi, 330 rồi. Vâng, anh Cường ơi, cố lên anh ơi. Có gì phải bó tay. Anh Xuân Việt 350 rồi. Anh Xuân Việt 350 rồi. Anh Phi 333 chậm rồi. Trả giá cao hơn anh Phi nhé, trả giá cao hơn, đấu giá mà. Anh Liêm Trần, anh Liêm 400 ạ. 350 rồi, 488. Vâng, sốc quá. Anh Phạm Mạnh Cường rất là quyết liệt ạ, 488 luôn ạ. Vâng, 488 luôn. Rất quyết liệt ạ. Vâng. Còn ai giả cao hơn không ạ? Anh Cường 488 rồi ạ. Chúng ta ghim luôn lại nhá. Vâng, Trần Hải 490 ạ. 490 rồi. 490 rất gây cấn. Chơi đi mà anh Trường ơi. Sao mà phải xoắn, chơi đi. Một khi đã tính phải nhích. 490 rồi, 490 Trần Hải rồi. Vòng bắt hổ rất là đẹp. 550 ạ. 550 của anh Trần Hải đẹp, phối hợp với Mạnh Thổ và Mạnh Hỏa. Dạ không ạ, 550 của anh Mạnh Cường, Phan Mạnh Cường. À, anh Mạnh Cường. Anh Mạnh Cường ơi, sản phẩm này là của anh Cường nhé. Chắc chắn là sản phẩm này hết giờ. Vâng, tít hết giờ rồi. Xin chúc mừng anh Phan Mạnh Cường. Xin chúc mừng anh Phan Mạnh Cường. Vâng. Anh Trần Hải ơi, anh chậm mất rồi ạ. Anh Trần Hải là trả sau mất rồi ạ. Vâng. Vâng, tôi xin công bố phiên đấu giá số 3 vừa qua, chiếc vòng Thành Anh mắt hổ màu nâu rất đẹp. Anh Trần Hải rất tiếc chậm 1 giây thôi. Đã thuộc về anh Phạm Mạnh Cường. Vâng, anh Phạm Mạnh Cường. Anh Phạm Mạnh Cường okay. Là anh Trần Hải ơi, hết giờ rồi ạ. Caro. Ôi thế à? Hôm qua chị Hương Caro cũng rất là hiếu chiến, đấu giá cho shop ủng hộ rất là nhiều. Hôm nay chị okay. Hương còn có ý định sẽ đặt thêm rất nhiều con cóc nữa. Anh Phạm Mạnh Cường, anh Trần Hải ơi, đợt phiên sau nhá. Anh Phạm Mạnh Cường, em chậm mất 1 giây là anh rất là tiếc. Anh Phạm Mạnh Cường cho em xin số điện thoại để chúng em shop liên hệ được không ạ? Có phải số của anh Cường Hưng Hải Phòng đây không ạ? Anh là nick này của anh đây đúng không ạ? Vâng đúng rồi. Okay. Anh để lại hai số ở đây rồi đấy ạ. Ok, shop đã xác nhận. Vâng. Vâng, đúng rồi, em cảm ơn. Ok. Xin chúc mừng anh và xin cảm ơn anh đã theo dõi và tham gia đấu giá. Vâng. Bạn Trần Hải là trả cao hơn anh 15.000. Nhưng mà lúc hết giờ cái là em công khai anh rồi. Thế nên là bạn Trần Hải còn trả đến 666 rồi. Vâng, rất là tiếc cho bạn Trần Hải. Dạ, có vòng màu xanh cho bạn Trần Hải không ạ? Đây cần gì ạ? Mua chiếc vòng lông công này. Đây đây có vòng màu xanh cho bạn cho anh Trần Hải đây ạ. Vâng, vòng lông công ạ. Đây vòng, đây là vòng chiếc này. Vòng đá lông công rất là cho mạnh mộc. Cho dịch vào.
Vâng, các anh chị nhé. Xin chào tất cả các anh chị, đây là một chiếc vòng lông công ấn bản xanh. Mã. Ok. Bản mã vô chơi cùng đẹp. Thôi, có vấn đề gì đâu? Vô cùng đẹp nhé. Ấn xanh, nhà mình có ấn xanh anh nhỉ? Ấn xanh đã chuẩn bị sẵn rồi nhưng mà muốn thi xong chiếc vòng này đi. Anh đợi nhé, khoảng viên số 5, viên số 6. Đây là một chiếc vòng đá lông công hay còn gọi là đá khổng tước, một loài đá vô cùng quý hiếm. Vân hoa này, các bạn nhìn kỹ cái vân hoa của lùa đá nhé. Đây chúng tôi soi xốp soi kỹ để các bạn nhìn cái vân hoa này. Đá lông công hay còn gọi là đá khổng tước nhé, bản mã nhé. Rất giá trị. Ok. Vâng. Anh chuyên gia có thể cho em biết là cái mức giá của cái vòng này trên thị trường bây giờ là bao tiền không ạ? Anh chuyên gia, anh chủ đầu tư ơi. Vâng, đây là cái vòng màu xanh và có vẻ như là được thiết kế dành riêng cho nữ. Tôi muốn mượn là tay người mẫu một chút ạ, chỉ tay thôi ạ, đừng cho mặt vào, họ chạy hết ạ. Vâng. Và tôi muốn mượn tay người mẫu được rồi đấy ạ, vô cùng đẹp, để gần vào kính một chút rồi đấy, đúng rồi, tay nữ đấy ạ, tay nữ đấy ạ. Vâng, chỉ xem tay đừng xem mặt. Và theo anh chủ đầu tư là cắm sạc luôn này, cắm thẳng sạc. Ok ok, em xin cái làm được. Ok việc hỗ trợ mua đuối kia kéo cái kia rồi rồi thôi rồi, mọi người trật tự để tôi đấu giá này. Chiếc vòng này là ngoài ý muốn của tôi. Vâng, tôi đang định đấu thái cái tóc hồng, nhưng mà anh chủ đầu tư anh bảo là thôi hôm nay sẽ đi một cái món quà vô cùng giá trị này, đấy là đá khổng tước và đá lông công. Ok, phiên đấu giá 5 phút và giá thị trường là không dưới 2 triệu đồng cho sản phẩm này. Các chị đó đầu chưa ạ? Dành riêng cho nữ nhé, màu xanh dành riêng cho nữ. Các anh nam mua để tặng người yêu, tặng gấu. Có lời tương truyền rằng là ai đeo vòng này là sẽ không tha cho các anh đâu. Vâng, các chị đã bắt đầu chưa? Lát quá kìa, mạnh, lát quá mạnh để giảm kìa. À, lúc nãy bị ấy, em chỉnh lại rồi đấy ạ. Ok. Rồi, ok chưa ạ, ok chưa ạ? Vâng. Tiếp tục chiến đấu được chưa ạ? Ai ready? Tiếp tục chiến đấu chưa ạ? Tiếp tục chiến đấu chưa ạ? Bắt đầu nói tôi đi ạ. Vâng, có đầy đủ các loại vòng. Bắt đầu nhé. Ok. Nào, 3, 2, 1, bắt đầu, 5 phút. Vâng, xin mời. Tôi để đây, nhìn được không cần. Xin mời trả giá vòng. Xốp cho xem cái vòng gần được không ạ? Vòng đeo tay, vòng khổng tước ạ. Đá khổng tước, lông công, vòng lông công. Tay, đá khổng tước, lông công, rất là chất lượng. 60k. Vâng, 60k, bắt đầu, 60k. 60k, vâng. Trần Hải 50k. 50k, 60k rồi ạ. 120k, vâng. Giá thị trường là 2 triệu. Giá thị trường là 2 triệu. Đá khổng tước ạ. Đá hình lông công ạ. Anh Trần Hải ơi, anh trả giá chậm hơn chị Thảo rồi ạ. Huy Thành ơi, vào đi Huy Thành, đấu đi em ơi. Mua tặng vòng này cho người yêu đi. 130k. Tương truyền là ai đeo vòng này là sẽ không xa rời em đâu. Em có đuổi cũng không đi em ơi. 300k của chị Kim Anh ạ. Chị Kim Anh 300k. Vâng, chị Kim Anh 300k. Vâng, rất tuyệt vời. Chị Thảo 350 ạ. 350 chị Thảo. Chị Thảo phải đấu thành công phiên này đi ạ. Một chiếc vòng khổng tước bản mã vô cùng đẹp, vân rất là đều, màu sắc thiên nhiên ban tặng các bạn nhé. Anh Trần Hải trả thấp hơn chị Thảo mất rồi. Anh Trần Hải 366 ạ. Nếu như chúng ta đeo chiếc vòng này rất là sang trọng. Giá thị trường không thể nào các bạn mua dưới 2 triệu đâu các bạn nhé. Một loài đá lông công vô cùng đẹp và quý hiếm. Đá thiên nhiên 100% các bạn nhé. 370 rồi. Tốc độ trả giá vô cùng sát ạ. Có ai trả 1 triệu luôn để đánh sốc đối thủ đi. Trả thế này thì bao giờ mới lên được 2 triệu. Huy Thành vào chiến đi em. Vâng, vòng này là dành riêng cho người yêu của em đấy, Huy Thành ơi. Rồi vào đi em ơi, khẩn trương. Đề nghị người mẫu nam không đeo vòng này hỏng vòng của em. Chuyển sang mẫu nữ. Ok, tay nữ các bạn nhỉ. Vâng. Ok, em đứng hẳn sang đây. Đây. Em đeo đây ạ, người mẫu nữ
Đức, Đức đâu rồi? Nghĩa đâu rồi? Đấu cho anh đi. Nghĩa, đấu đi. 450.000. 450, 450 và 450. Rất là đẹp. 450 rồi ạ. Vâng, rất là đẹp các bạn nhé. Nếu như tay không vừa, chúng tôi sẽ đưa thêm dây về cho tất cả các bạn sẽ tự sâu lại, rất là dễ sâu. Rất là dễ sâu, rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy sang trọng chưa ạ? Màu sắc thì không thể chê được. 450 ạ, à? Vâng. Có ai để yên để tôi đấu giá không ạ? Vâng, cứ để đấy, không nói thêm gì cả. Vâng, đấy rồi. 450 rồi, xin mời. 450, xin mời. Okay. Không có ai trả cao hơn ạ. À? Giá chốt là 450 ạ, à? Vâng. Vâng, đội hình đâu rồi ạ? À? Vâng, xin mời. 450 ạ, à? 450. 450 ạ, à? Vâng. Đội hình Huy Thành đâu rồi, Tim Anh đâu rồi, Cách Chi đâu rồi, Thảo, cố lên em. 450 là cao nhất rồi ạ, 450 là cao nhất rồi ạ, buồn quá đi. Vâng, vòng đẹp thế, chị trả giá đến 455 rồi, quá là chậm, 460 ạ, vâng. Xin sao quá, đá thế này thì làm sao mà lên được cúp C1, xin mời ạ. Xin mời, tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có chứng thư giám định đá quý ạ. Giá thị trường là 2 triệu đồng, tôi nghĩ là các anh chị đấu giá. Anh Trần Hải 466.000. Vâng. Ok. Anh Trần Hải đang dẫn đầu ạ. Trương đấu đi em, Trương đấu đi. 500 rồi ạ. Xin cả chào chị Hằng Su Su nha, hôm nay chị Hằng Su Su lại xuất hiện cùng với shop. Trương đấu đi ạ. Trương đấu đi 500 rồi. Trần Đắc Trường 500. Trần Đắc Trường 500, vâng. Chị Bay 600 ạ. Nếu mà tôi đấu, tôi sẽ phang luôn 700 ạ. Thời gian các bạn nha. Chị Bay 600 ạ, vâng, chị Bay 600. Thời gian chỉ còn 1 phút thôi các bạn nha, 1 phút nữa thôi. Vâng, thời gian còn 1 phút nữa thôi. Một chiếc vòng lông công bản mã 680, vâng, 700. 700 rồi. Rồi, 700 rồi, anh Thành Trung đã đấu 700 rồi. Anh Thành Trung đang dẫn đầu. 720, vâng. 740 ạ, 740. 740, vâng, 740 rồi. Hằng Hằng Su San rất là tuyệt vời. Anh Thành Trung 750. 750, vâng, 750. Thích cái bàn đá màu hồng, chơi luôn. Anh ơi, chơi luôn. Thời gian còn 24 giây nữa. Chip anh 800 ạ, vâng, chip anh 800 ạ, vâng. Đây là sản phẩm đấu giá phong thủy nha anh chip anh nhé, vâng. 800 rồi ạ, 800 rồi, vâng. Ai trả cao hơn không? Anh Trung Thành. Anh Trung Thành, ok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Vâng. Chúc mừng anh Trung Thành. Xin chúc mừng anh Trung Thành với mức giá 850.000 cho một chiếc vòng khổng tước màu xanh tuyệt vời này. Tôi phải nói thật là nếu vào đây là phiên đấu giá mà các anh chị sẽ mua được rất hời. Rất hời đấy ạ. Anh Trần Xuân Hồng ơi, anh lại chậm hơn một chút rồi ạ. Vì thế là shop so với giá thị trường là shop đã lỗ được 1.200.000 đồng. Nhưng không sao, shop rất là thoải mái và vui vẻ. Vòng này là vòng đá khổng tước anh ạ, đá khổng tước, đá thiên nhiên. Tất cả các sản phẩm của bên em bán là đều là có chứng thư giám định đá quý của Viện Nghiên cứu về Đá quý cốp dấu đàng hoàng. Vâng, tôi xin phép được thông báo là phiên đấu giá số 4 anh Thành Trung, vâng, còn thời gian nhưng mà khi mà tôi công bố là tôi không nhìn thấy comment thì tôi sẽ không công bố người chiến thắng anh nhé. Có thể người chiến thắng trả cao hơn 50-100 nhưng mà lúc mà người điều hành đấu giá là tôi chỉ nhìn thấy mức giá cao nhất tại thời điểm đó, các anh chị thông cảm giúp ạ. Vâng, anh Thành Trung có thể cho em xin số điện thoại được không ạ? Anh Xuân Hồng có hiểu không ạ? Anh thông cảm giúp. Vâng, nếu mà anh chỉ cần sớm hơn 2 giây nữa ấy, là tôi nhìn thấy thì là phần thưởng phần chiến thắng nó thuộc về anh ạ. Vâng, xin mời. Vâng, chào anh Trương Trọng Thanh ạ. Tất cả các cao thủ về Facebook là đều đã hội tụ tại đây để tham gia xem phiên đấu giá của em. Anh Thành Trung cho em xin số điện thoại được để shop chủ động liên hệ với anh được không ạ? Một chiếc vòng lông công đã thuộc về anh Thành Trung. Anh Thành Trung ơi, nguyên tắc đấu giá là chúng tôi sẽ xác thực cái phiên đấu giá này ngay lập tức ạ. Nếu như mà anh đồng ý mua sản phẩm này thì chúng tôi sẽ đồng ý bán sản phẩm này cho anh ạ. Còn nếu mà anh đổi ý hoặc là anh không mua thì chúng tôi sẽ nhường cho người thứ hai ngay lập tức ạ. Anh Thành Trung không phải lăn tăn về giá nhé. Giá thị trường shop vẫn nói là không dưới 2 triệu đồng.
Anh Thành Trung nhìn từng bản một, tức là những người thợ người ta làm thủ công rất là đẹp và kỹ càng. Ở đây là trên hình ảnh thì màu xanh nó sẽ không đẹp, nhưng mà bên ngoài anh nhìn rất là lộng lẫy. Nếu như anh tặng vợ hay tặng người yêu của mình thì đây là món quà có thể là anh tìm cả đời không ra được. Bằng đá, bằng đá quý bạn nhé. Số điện thoại đúng không ạ? Vâng, anh Thành Trung ơi, anh có đang theo dõi không ạ? Nếu mà anh theo dõi phiên đấu giá thì anh vui lòng để lại số điện thoại và địa chỉ ngay. Còn trong vòng 1 phút nữa mà anh không công bố thì tôi sẽ xin phép công bố người chiến thắng. Và người tiếp theo là anh Trần Xuân Hồng ạ. Vâng. Anh Trần Xuân Hồng có đang xem không ạ? Anh Trần Xuân Hồng có đang xem không ạ? Vâng. Shop sẽ đếm 10 giây. Nếu như mà anh Thành Trung không tác nghiệp thì shop sẽ chuyển xuống người thứ hai. Hoặc là tôi sẽ đấu giá lại phiên, vâng, tôi sẽ đấu giá lại phiên này trong 1 phút ạ. Vâng. Ok. Vâng, có lẽ là đến thời gian này sau khi anh Thành Trung chiến thắng nhưng mà anh Thành Trung không có ý kiến gì, vâng, không sao cả. Vui mà. Nhưng tôi xin nhắc lại tất cả các anh chị là đây là sản phẩm đá phong thủy và tâm linh. Và đấu giá là hết sức là nghiêm túc. Và các khách hàng của chúng tôi là sau khi mua hàng đều rất hài lòng, đều gửi feedback, đúng không ạ? Các anh chị có thể xem như là bạn Linh hôm qua là nhận được sản phẩm và vô cùng hài lòng. Vâng. Mặt Phật Canon Phọc Phỉ Thúy có anh ạ, có anh ạ. Vâng. Ok, làm tiếp. Cảm ơn anh Cường, cảm ơn anh Cường. Tôi sẽ đấu giá lại sản phẩm này. Vâng, với mức giá là 600.000 giá khởi điểm. Và thời gian đấu giá là 1 phút. Để cho anh chị đấu lại, anh chị chuẩn bị chưa ạ? Còn nếu anh chị vẫn không đấu được thì tôi sẽ hủy phiên này và đấu phiên khác bình thường. Chúng tôi không có lan tăn gì cả. 1 phút bắt đầu, 1 phút bắt đầu. Vâng. 1 phút bắt đầu và phiên đấu giá này cho sản phẩm là đá lông công. Công. Vâng. Giá thị trường là không dưới 2 triệu đồng theo lời của chủ đầu tư nghệ nhân nhỉ. Vâng. Ok. Và giá khởi điểm là 600.000 đồng và thời gian đấu chỉ là 1 phút. Xin mời bắt đầu. 1 phút ạ. Vâng, xin bắt đầu. Anh Trần Hồng ơi, anh phải trả giá đi ạ. Tất cả các anh chị có quyền trả giá lại nhé, tất cả các anh chị. Vâng. Tất cả anh chị, anh Trần Xuân Hồng có quyền trả lại. Vâng. Xin mời ạ. Chiếc vòng lông công vô cùng quý hiếm bản mã các bạn nhé. Anh Vân Chip Anh 650 và anh Chip Anh 650. Vâng. Anh Chip Anh 650 ạ. Anh Phạm Cường 611. Anh Phạm Mạnh Cường. Vâng. Anh Phạm Mạnh Cường ơi, 611 thấp rồi, 650 rồi ạ, 650 rồi. Chỉ còn 30 giây nữa thôi, chỉ còn 30 giây nữa thôi. Vâng. Chị Hằng ơi ạ, chị có mua không ạ? Chỉ còn 20 giây nữa. Vâng, 660 ạ, 660. Vâng. Hằng Susan rất tuyệt vời. 651, 660 rồi anh ơi, 660 rồi. 680 ạ, vâng. 10 giây nữa, 10 giây nữa. Anh Phan Mạnh Cường. 10 giây nữa, 10 giây nữa. Vâng. 700 ạ, 700. Hằng Su Su đang dẫn đầu. 5, 4, 3, 2, 2, 2, 720 ạ. 1, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Mr. Tiến 800k, Mr. Tiến 800k. Vâng. Hàng Đô Huy 720k. Hàng Susan hơi chậm rồi. Vâng. Hàng Susan rất tuyệt vời, bạn đã theo dõi shop từ hôm qua đến giờ. Xin chào Hàng Susan. Vâng. Anh Tiến ơi, anh có mua hàng không ạ? Để không thì tôi sẽ trao lại phiên này cho anh Đỗ Tôn Huy ạ. Anh Đỗ Tôn Huy trả 720k. Vâng. Anh Tiến Susan cho xin shop xin số điện thoại của anh được không ạ? Theo luật chơi là tất cả các anh chị vâng, tôi nghĩ chắc là anh Tiến ơi, anh đã để lại số chưa ạ? Vâng. Tôi xin nhắc lại là tất cả các anh chị mà vâng, Tiến ơi, ở nước ngoài mua cho ai đấy. Vâng, chuyển cho anh đi. Vâng. Anh Đỗ Tôn Huy ạ, anh Đỗ Tôn Huy ạ, anh có đồng ý nhận sản phẩm này không ạ? Anh Đỗ Tôn Huy ạ. Anh Đỗ Tôn Huy ạ. Vâng, hôm nay là những cái đồng chí rảnh rỗi vào rất là nhiều ạ.
và tất cả những đồng chí như vậy. Vâng, anh mua tặng con trai đồng ý ạ. Vâng, được. Vâng, thì có. Vâng, anh Đỗ Tuân Huy vui lòng cho em xin lại số ạ. Vâng, đồng ý, anh đang cho inbox địa chỉ và số điện thoại, anh inbox cho em luôn ạ. Vâng, vâng, anh Đỗ Tuân Huy, vâng, anh cho em xin số điện thoại anh ơi. Vâng, anh cho em xin số điện thoại và địa chỉ. Và em xin được chúc mừng anh là đã đấu giá thành công sản phẩm đá Khổng Tước này với mức giá 730.000. Với mức giá 730.000. Và mức giá chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường. Vâng, đơn vị sản xuất đá là một cái ông chủ đầu tư rất là giàu có. Và anh muốn phổ biến cái cú chơi đá này đến với mọi người, cho nên là có những cái chương trình đấu giá mà rất là giá rất là hợp lý như này. Vâng, anh Đỗ Tuân Huy đã để lại số điện thoại rồi ạ. Vâng, anh cho em luôn địa chỉ nhà để mai các bạn ấy sẽ ship hàng và các bạn ấy sẽ gọi cho anh ạ. Khi mà anh nhận được hàng anh Đỗ Tuân Huy nhé, là anh sẽ nhận được một cái chứng thư giám định đá quý như thế này. Vâng, chứng thư giám định đá quý như này. Và nếu như anh không hài lòng về sản phẩm, anh có thể back lại và em sẽ đứng ra là đảm bảo về cái số tiền cũng như là cái chất lượng cho anh ạ. Chỉ cần anh chị thuận mua vừa bán vui vẻ là được ạ. Số đọc số của anh Đỗ Tuân Huy cho. Dạ đây rồi, có rồi. Okay. Có đầy đủ số điện thoại và Ok. Và địa chỉ rồi. Vâng, okay. Số điện thoại của anh Đỗ Tuân Huy là 0888 vâng 3633X. Vâng. Đấy, 002. Vâng, có địa chỉ đây rồi, inbox đây rồi. Vâng. Okay. Cảm ơn anh nhiều. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Anh Cường ơi, anh phải cố lên một tí. Vâng, mình phải mạnh mẽ lên, anh cố lên một tí. Vâng. Anh Thành Trung ơi, vì anh đưa số điện thoại muộn nên là phiên đấu giá đã đấu lại rồi ạ. Vâng. Anh Thành Trung ơi, anh lưu ý là cái chương trình này là sau khi đấu giá xong là tất cả những người chiến thắng là sẽ công khai cái số điện thoại và địa chỉ là mong muốn mua. Cho nên là anh cũng rất là chú ý giúp, anh sẽ vui lòng tham gia đấu giá phiên tiếp theo cho chúng tôi được không ạ? Vâng, đá quý và phong thủy Phật bảo. Anh chị anh chị anh cứ bình tĩnh ạ. Số người fan hâm mộ đang bảo shop đấu ấn ngọc tỷ rồng xanh đi nhỉ. Rồi, anh Đỗ Tuân Huy nhá. Ok ạ, anh Đỗ Tuân Huy, ok ạ. Vâng, sản phẩm này thuộc về anh ạ. Vâng, anh Đỗ Tuân Huy có inbox cho tôi nói rằng là anh có inbox cho tôi nói rằng là anh mạng lag cho nên là anh đang muốn tôi xác nhận. Vâng. Tôi xin xác nhận là sản phẩm đã thuộc về anh. Thay mặt cho đá quý phong thủy Phật Bảo, xin được cảm ơn anh và gia đình đã tham gia cái chương trình này và xin chúc mừng anh. Nếu như anh vẫn muốn mua các sản phẩm tiếp, anh có thể theo dõi. Và một lần nữa thì cảm ơn anh. Vâng, tôi sẽ xin một phút để nói lại cái luật chơi. Chúng tôi là tôn chỉ của chúng tôi là những cái luật chơi là như sau ạ. Thuận mua vừa bán. Vâng, không tranh mua, không tranh bán, không trả giá ảo. Vâng, giá nào chúng tôi cũng bán nhé. Chỉ cần người trả giá cao nhất có nhu cầu mua, giá nào chúng tôi cũng sẽ bán. Vâng, dù sản phẩm đấy là 3 triệu đồng hay 5 triệu đồng thì giá đấu giá luôn là 0 đồng. Nhưng chúng tôi chỉ kỵ nhất là những người trả giá ảo và không mua. Thì nó có hai vấn đề. Chị Hương ơi, anh Phan anh nói đi ạ. Vâng. Cái vấn đề thứ nhất là cái yếu tố tâm linh của sản phẩm nó rất là cao, cho nên là mọi người đừng nên đùa là bỏ giá và sau đó là không mua hàng. Đấy. Được chưa? Chúng ta nếu như chúng ta thích xem thì chúng ta theo dõi thôi, chúng ta không nên bỏ giá, được chưa? Hoặc là chúng ta bỏ giá để cho nó vui thôi, chúng ta không nên bỏ giá để chiến thắng. Bởi vì người mua là người ta rất muốn mua. Được chưa? Tôi lần nào tôi cũng phải giải thích như thế. Sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm tâm linh và phong thủy, cho nên là nó ảnh hưởng đến cả người mua lẫn người bán. Vâng, được chưa ạ? Mọi người đã hiểu rõ về chưa ạ? Vâng, Ngọc Tỷ đấu giá thiềm thư, ok, cái gì chúng tôi cũng đấu, ok. Vâng, bây giờ cho tôi hỏi là anh chị muốn đấu giá cái gì ạ? Đã muốn đấu giá ấn rồng này chưa ạ? Vô cùng tinh xảo ạ, vô cùng tinh xảo. Chị Hương ơi, hôm nay có mặt hồ ly đấy ạ, chị có muốn đấu giá mặt về đấy không ạ? Vâng, hai cháu đang học chú Phan Anh bán hàng. Vâng, cảm ơn anh nhiều đã ủng hộ em. Vâng, cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn anh. Đấu giá quả cầu trắng, anh thích quả này à? Anh Thành, quả này là giá là 86 triệu giá niêm yết, Thành Anh pha lên. Vâng, cóc nợ tiền thì cực nhiều luôn, không thiếu gì cóc, luôn đi. Rồi, bây giờ phiên đấu giá 10 phút, phiên đấu giá 10 phút. Phiên đấu giá 10 phút, phiên đấu giá 10 phút, vâng. Sản phẩm là gì ạ? Ngọc tỷ, vâng, vô ban bằng chất liệu thạch anh tự nhiên màu xanh lục. Vô cùng tinh xảo ạ, vô cùng tinh xảo. Vâng, để tôi, thôi được rồi, cứ để tôi. Tôi tự biên tự diễn, được. Vâng, dạy học đấu giá đi, ok, chuẩn bị tiền đi ông ơi. Gì tôi cũng chạy được nhá, nào. Đấy, soi đến đâu là sáng đến đấy, đúng không ạ? Chỉ có đá tự nhiên nó phát ra năng lượng như này. Đấy. Và các anh chị yên tâm rằng là hàng của công ty đá quý và phong thủy Phật Bảo là 100% có giấy kiểm định đá quý, có giấy kiểm định chứng thư. Và đấy, trước mặt anh chị đang xem ấy, mỗi một sản phẩm các anh chị nhận được đều có chứng thư giám định đá quý nhá. Vâng. Đây là kích thước là bao nhiêu hả anh ơi? À, vuông 6. Vuông 6, 6 x 6 ạ, vâng. Giá niêm yết trên thị trường là 6 triệu đồng, không dưới 6 triệu đồng, anh nhìn đi. Anh soi mức giá vào cho em. 6 triệu đồng. Vâng. Nếu như mà mọi người mà có ngọc tỷ vua ban này như là có người vua chúa phù trợ đấy ạ, theo quan niệm ngày xưa đấy, ngọc ngà châu báu đấy, vâng. Shop xin giới thiệu lại, đây là một chiếc ấn rồng. Một chiếc ấn rồng bằng chất liệu thạch anh xanh, không tì vết các bạn nhé, không tì vết. Như thế nào gọi là không tì vết? Tức là trên một chiếc ấn này rất là lành và liền tít trên một khối ngọc. Và khối ngọc này là do các nghệ nhân đã điêu khắc lên hình con rồng cầm một quả cầu. Rất tinh xảo, tạc thủ công các bạn nhé. Đá thiên nhiên 100%. Giá thị trường niêm yết là 6 triệu. Ok. Các anh chị đã thấy hứng khởi chưa ạ? Vâng. Các anh chị đã hứng khởi chưa ạ? Bắt đầu chưa ạ? Em đây, Diệp Vũ Phi. Bắt đầu chưa ạ? Kích thước 6 x 6, kích thước 6. Vâng, cái đội bình luận về sản phẩm đưa lên cho em ấy, cái đặc biệt phong thủy Vật Bảo như làm hôm qua ấy, có hiểu ý không ạ? Đưa sản phẩm lên comment, vâng. Cầm một cái máy, okay, rồi. Đưa sản phẩm lên comment, vâng. Kích thước là 6cm x 6cm, anh Tú nhá. Anh Tú nghe rõ chưa? Vâng, giá là 6 triệu, giá thị trường không dưới 6 triệu. Bắt đầu chưa? Vâng, ai đấu ạ? Ai đấu tham gia ngay? Ngọc tỷ vua ban, Ngọc tỷ vua ban. Xin mời 3, 2, 1, 10 phút bắt đầu. Trả giá đi ạ, vâng, trả giá đi ạ. Vâng, xin mời. Xin mời, xin mời, xin mời. Ngọc tỷ vua ban màu xanh, Ngọc tỷ vua ban màu xanh. Kích thước 6 x 6, giá 6 triệu. Vâng, giá 6 triệu. Xin mời, đấu luôn, anh Tú ơi. Anh Nguyễn Văn Tú, 888. Vâng, 888 ạ, vâng. Anh để giá tiền giống giá số điện thoại của em ấy. Vâng, 888, ok. Chơi luôn. Đâu ạ, tiếp tục đi ạ. Vâng, anh Nguyễn Đăng Tú hôm nay cũng nhảy vào đấu ạ, vâng. Tuyệt vời, vâng. 888, tuyệt vời. Anh Xuân Việt ơi, chậm rồi. 1 triệu. Dạ, 1 triệu của anh Thành Phi ạ. Ghim giúp tôi ạ, ghim giúp tôi ạ. Vâng, 1 triệu, vâng. Một triệu ạ. 1.02.000 ạ. Anh Cường Hải Phòng ơi, đấu mạnh mẽ lên anh ơi. Vâng. Chị Hương, vâng, chị Hương đã tham chiến. Thành ơi, vào tham chiến với chị Hương đi. 1.3.000 vâng. Chị Hằng ạ. Triệu mốt rồi. Triệu rưỡi rồi.
triệu rưỡi rồi anh đi cô tem đây, triệu rưỡi rồi. Vâng, triệu rưỡi rồi. Chị Hương ơi, triệu 6 rồi. Chị Hương 1.666 rồi. Chắc chắn là cái ấn này sẽ thuộc về chị rồi. Tại sao tiếng lại bé được? Thầy đang gào thét thế này cơ mà. Tiếng không bé đâu. Vâng, 1.670 rồi. 1.677 ạ. 1.888 rồi, 1.888 rồi. 1.888 rồi. Số tứ quý đi. Vâng. Vâng, anh Diệp Vũ Phi. Vâng. 199 rồi, vâng. 222 rồi, vâng, vâng. 222 rồi ạ, vâng, vâng. 1689 chậm rồi anh ơi. 1998 chậm rồi. 222 của chị Hằng ạ. Anh Diệp Phúc Phi suy nghĩ kỹ chưa? Anh Diệp Phúc Phi suy nghĩ kỹ chưa ạ? Vâng, tôi thấy cao quá. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Vâng, 3 triệu rồi. 3 triệu rồi, anh Đoàn Đức Ninh có chắc không ạ? Vâng, anh Đoàn Đức Ninh có chắc không ạ? Tôi đang để chị Hương 2 triệu rưỡi là cao nhất ạ. Vâng, các anh chị xác thực cho tôi có chắc không ạ? Vâng, gà đông tảo, vâng, lên mâm. Anh có chắc không ạ? Anh Diệp Phi ok, chắc chắn 288 ạ. Ok, vâng, 288, vâng, xin mời. Lên tiếp ạ, lên tiếp. Vâng, anh Tú ơi, chậm rồi. 250 chậm rồi, anh Tú ơi. 288 rồi, 2888 rồi. Thành ơi, Thành ơi, Thành ơi. Anh Cường 299 ạ. Anh Cường 299, vâng. Anh Cường 299. Cô Lê Đô Phạm, vâng, cô Lê Đô Phạm. Vâng, để tôi kiểm tra, để tôi kiểm tra. Vâng. Vâng. Bạn của anh Cường ạ, vâng, bạn của anh Cường ạ, vâng. Tuyệt vời, tuyệt vời. Anh Tú 3, anh Tú 3 triệu, 3 triệu rồi, anh Tú 3 triệu rồi. Anh Tú rất tuyệt vời. Vâng, tuyệt vời quá. Chúc mừng anh Tú, vâng, anh Tú 3 triệu rồi. Cái anh tiếng Hàn kia là tôi không chấp nhận nhé, vâng. Đây là cuộc đấu giá lành mạnh nhá. Chúng ta sẽ đấu giá từng nấc thang một cho vui. Anh Diệp Phi 3268 rồi. Chúc mừng anh, chúc mừng anh Diệp Phi. Diệp Phi 3268. Cảm ơn anh Cường đã cung cấp thông tin. Vâng, anh Diệp Phi là bạn của anh Cường ạ. Tuyệt vời quá. Lãnh đạo của anh. Vâng, lãnh đạo của anh Cường ạ. Tuyệt vời, mời anh vào. Vâng, xin chúc mừng cả các anh. Vâng. Xin chúc công ty và doanh nghiệp và cơ quan anh chị phát triển ạ. Với ấn tỷ vua ban này thì tôi tin rằng là lộc lá sẽ về rất nhiều. Chị Hằng 330 rồi, chị Hằng 330 rồi. Mấy phút rồi ạ? Vâng. Vẫn còn 6 phút nữa, vẫn còn 6 phút nữa. Vâng, 6 phút nữa. Cô Lê Đô Phạm ơi, vẫn còn 6 phút nữa. Vì đây là biết đây là một vật phẩm rất là quý nên là chúng tôi muốn có thời gian để cho các bạn suy nghĩ và chúng ta đấu giá thật vui. Anh Tú 340 ạ. À 3 triệu 4 ạ. Vâng, nhanh lên gặp anh em là fan anh em vâng. 366 rồi, chị Hương tuyệt vời. Chị Hương Caro 366 rồi, chúc mừng chị Hương. Tối nay em dành rất nhiều cặp chị Hương Caro rất tuyệt vời. Hôm nay em chỉ đấu 3 cặp chị luôn. Vâng. Anh Cường ơi, cố lên. Anh Tú anh cố lên. Vâng, anh Nguyễn Minh Hữu 7 triệu tôi không đồng ý ạ. Vâng, tôi không đồng ý, 7 triệu tôi không đồng ý. Vâng, đấu giá như vậy tôi không đồng ý. Vâng. Chị Chip anh 3686 ạ. Vâng, chị Hương 3666 đang là cao nhất ạ. 3666, vâng. Vâng. Vâng, xin mời 3666, vâng. Anh Minh, anh Minh Nguyễn Hữu, em không chấp nhận giá được ạ. 7 triệu. Vâng, tôi không chấp nhận mức giá đó, vâng. 3666 ạ, vâng. Ngọc Việt Nam, vâng, vào để so đấu lô làm gì đấy. Để trái tim đi em ơi. Vâng. 3666 ạ, còn ai trả cao hơn không ạ? Còn ai trả cao hơn không ạ? Vẫn còn 4 phút nữa, 4 phút rưỡi nữa. Vâng, không ai phải nhường ai cả, cuộc chiến là khốc liệt ạ. 370 rồi, 370 rồi. Hai anh chị còn đang nói chuyện nhường nhau thì người khác đã vào cướp rồi. Cướp trên răng mướt rồi anh ơi. 370 rồi, tiếp tục 370 rồi ạ. Nói chung ấn này tôi nghĩ mua khoảng 5 triệu là đẹp, kết luận luôn. 5 triệu thì shop sẽ lỗ 1 triệu. Lỗ 1 triệu. Anh Chí Anh là 380 rồi, 380 rồi, vâng. Anh Bùi Huy ơi, chậm mất rồi, 380 rồi. Anh Bùi Huy ơi, vâng. 380 rồi ạ, 380 rồi, 3 triệu 8 rồi. 3 triệu 8 rồi, chị Hương ơi, chị Hương ơi. Anh Cường ơi. Anh Cô Lê Lô Phạm ơi, vâng. Anh Diệp Phi ơi. Còn 3 phút rưỡi, 3 phút rưỡi. Gần 4 phút nữa, vâng.
gần 4 phút nữa, được rồi không cần, ok, 3888 vâng. Hàng Susan, hàng Susan đang dẫn đầu. Chúc mừng. Anh Jeffy rồi, để anh Jeffy rồi, để anh Jeffy có 2.000 thôi, có 20.000 thôi anh Jeffy ơi. Chúc mừng. Chúc mừng anh Diệp Phi. 3999 4 triệu. Vâng. Hương Caro đang dẫn đầu. Chị Hương ép Caro 4 triệu rồi. Chị Hương ép Caro 4 triệu rồi. Có lẽ chị Hương Caro rất hiểu về chiếc ấn ngọc tỷ này. Tôi xin nói thêm là chị Hương là tháng 3 phiên trong 3 buổi đấu giá và sản phẩm đều đã đến tay chị và chị rất hài lòng rồi. Shop rất là ngưỡng mộ chị Hương Caro nhé. 4 triệu rồi, 4 triệu rồi. 4 triệu rồi ạ. 4 triệu 102.000 vâng. Chị Hương ơi, anh Diệp cũng phi quá rồi. Vâng. Anh Cường ơi, anh Cường cố lên. 4 triệu 1 ạ. Vâng, 4 triệu 1. 4 triệu 110.000, 11.000. 4111 đọc khó quá, đau cả mồm ra anh chị để giá chặn đi. Vâng. À vâng, đưa ấn. Vâng. 4111 rồi. 411 rồi. 411 rồi. Vâng, có một chị vừa tham chiến ạ. Vâng. 4202 và 4202. Hay là nhường anh Diệp cũng phi đi. Chị Hương và chị Hằng nhường anh Diệp cũng phi đi. Vâng. Có nên nhường không ạ? 4204 vâng. Vâng. Anh nói bên cạnh anh Phanh có vẻ anh Tiến Vạn Phúc không ạ? Không phải ạ. Vâng, đây là nhân viên của công ty thôi anh ạ. Vâng. Chủ đầu tư và nhân viên ạ. Vâng. Anh Tú ơi, chơi đi Tú ơi. 4204 rồi, còn 2 phút, vâng, còn 2 phút. Trời ơi, 4234 rồi, 4234 rồi. 4234 rồi, anh Bùi Huy. Anh Bùi Huy đã 4234 rồi ạ, vâng. Chị Hằng 4250 ạ. 4250 ạ, 4250. Vâng, chị Hằng nhường cho anh Diệp Pi 43 rồi, tuyệt vời, 4 triệu 3 rồi. Anh Tú, vâng, lần này anh phải mua thôi. Lần này anh phải mua thôi, vâng. Anh Phi ơi, cố lên. Anh Phi ơi, anh Diệp Phi, Vũ Phi ơi. Anh cố lên, còn 1 phút rưỡi nữa thôi. Vâng, nếu mà anh không đấu được cái ấn tỷ vô ba này thì tiếc quá. Linh ơi, có làm phát không ạ? Số xấu thế, có gì đâu anh thả phát 5 triệu là mọi người nghỉ luôn. Vâng, Linh ơi, làm phát đi. Ông anh Vũ qua rồi đến rồi, hàng quá đẹp, cảm ơn em. Một phút nữa. Vâng, anh Diệp Phi đã chiến thắng rồi đây ạ. Vâng, 4334 rồi. Một phút nữa nhé, tôi xin công bố một phút nữa. Vâng, một phút nữa. Vâng, thời gian đang còn. Anh Vũ Phi Điệp, vâng, cảm ơn anh Cường. Anh Vũ Phi Điệp. Vâng, anh Vũ Phi Điệp 4334, vâng. Có ai trả cao hơn không ạ? Anh Tú đâu rồi? Anh Tú Việt Tin Banh đâu rồi ạ? Vâng, anh Tú Việt Tin Anh đâu rồi ạ? 4334 rồi ạ, 4334 rồi. Là tôi sẽ chiến, vâng, là tôi. Vâng, tôi đếm đủ 30 giây ạ. Vâng, 20 giây. 10 giây. Anh Điệp đã để lại phụ, để lại số điện thoại rồi ạ. Vâng, 10 giây. Vâng, 10 giây. Hết giờ. Hết giờ, vâng. Xin được chúc mừng anh Điệp Vũ Phi với mức giá là 4.334.000. Chúc mừng anh Diệp Vũ Phi nhá. Shop rất tự hào về anh. Vâng. Anh là người chiến thắng và anh đã đấu rẻ hơn giá thị trường được gần 2 triệu đấy. Vâng, gần 2 triệu. Anh ơi, anh inbox cho em số thật của anh nhé. Số ít anh để trên trong comment thôi. Còn số thật thì anh phải để inbox cho em. Để mai nhân viên của bên Phật Bảo sẽ gọi cho anh và giao hàng cho anh kèm theo chứng thư giám định đá quý. Vâng, rất là đẹp và sang trọng. Vâng. Vâng, anh Điệp Vũ Phi nhé. Anh cho em số và anh cho em địa chỉ nhận hàng ạ. Vâng. Anh inbox cho em luôn ạ. Vâng. Xin mời anh ạ. Anh Cường ơi, cho em xin số của anh Điệp Vũ Phi với địa chỉ với ạ. Vâng. Rồi ạ, đấu ngày cóc hôm nay rất nhiều. Hôm nay còn có cả rùa đầu rồng cơ. Vâng, rùa đầu rồng. Sốp chỉnh lại tiếng đi, bé quá. Sao bé thì mình nói to như cái chợ. Không, tăng hết đấy rồi đấy ạ. Không bé không? Anh Cường giàu nhất Hải Phòng đó ạ. Vâng.
Vâng, em làm việc với người giàu tốt quá. Vâng, em yêu các anh chị nhất. Nhưng hôm nào em về Hải Phòng thì nhớ thì để em cho anh em đi chơi với. Vâng, cho anh bữa hải sản. Vâng, cho em đi Đồ Sơn với. Em nghe nói là ở Đồ Sơn có nhiều hải sản ngon lắm. Vâng. Vâng, anh Điệp Vũ Phi ạ. Anh Điệp Vũ Phi với anh Cường cho em xin số điện thoại gấp ạ. Vâng, em cảm ơn ạ. Vâng, lần này để cho anh chị nhìn thấy luôn ạ, lần cuối cùng. Vâng, sản phẩm này sẽ thuộc về anh Điệp Điệp Vũ Phi. Vâng. Anh Cường bán bộ mic và thu cho tốt. Bây giờ iPhone anh ơi, iPhone. Sản phẩm đi kèm chứng thư giám định đá quý các bạn nhé. Shop đã chuẩn bị rất là kỹ càng. Một chiếc ấn rồng chất liệu thạch anh xanh anh liền tít. Có thể đẩy cái điện thoại gần lên cho anh một chút cho tiếng to. Anh nói cô mà cứ nói gì đâu nhỉ. Rồi, okay. Ok. Rồi ạ, vâng, inbox anh Điệp, ok anh, và cho em. Em sẽ inbox, vâng. Vâng, tôi xin được công bố, vâng. Đây rồi ạ, có địa chỉ đây rồi ạ. Vâng, em cảm ơn anh. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Tôi xin được công bố là anh Điệp Vũ Phi đã chiến thắng phiên đấu giá số 5 với sản phẩm là ấn tỷ vô ban bằng đá thạch anh tự nhiên 100% chất liệu là thạch anh tự nhiên màu xanh. Vâng, kích thước là 6x6cm chưa kể phần ông rầm, được chưa ạ, ông rầm. Vâng, và phiên đấu giá là anh đã đấu giá thành công với mức giá 4.334.000. Vâng, và số điện thoại, địa chỉ của anh đều đã ở có đây rồi ạ. Chúc mừng anh Diệp Vũ Phi và shop xin cảm ơn anh. Vâng. Là người đã giành chiến thắng. Vâng, ngày mai thì công ty đá quý của công ty Phật Bảo sẽ gọi điện cho anh và sẽ giao hàng cho anh ngay trong ngày mai. Cảm ơn anh rất nhiều và xin chúc anh công việc kinh doanh và mọi sự thuận lợi. Chúng ta sẽ bước sang phiên đấu giá tiếp theo, phiên đấu giá số 6. Mọi người đã chuẩn bị chưa ạ? Vâng, chị Hương, bây giờ em sẽ đấu giá là cóc ạ, hay là rùa đầu rồng ạ? Vâng, các chị thích cái nào ạ? Vâng, cóc được không ạ? Vâng, cóc cũng thể màu xanh hay là cóc mập ạ? Các chị thích cái nào ạ? Vâng, cho anh chị chọn quyền với chị. Vâng, ai đó hỗ trợ tôi là cái nào ạ? Trái hay phải ạ? Các chị thích cái nào ạ? Trái hay phải ạ? Cóc ngọc đây ạ, đây là cóc ngọc, còn đây là cóc thề anh ạ. Cóc ngọc thì đắt hơn ạ. Cóc ngọc thủy phí. Cóc thủy phí đấy ạ. Cóc ngọc thủy phí. Cóc ngọc ạ. Mọi người có đồng ý cóc ngọc không ạ? Sản phẩm vô cùng quý và vô cùng tinh xảo ạ. Vâng. Đây là một tác phẩm cụ thiềm thừ hay còn gọi là cóc ba chân ngọc phỉ thúy các bạn nhé. Ngọc phỉ thúy là một loại ngọc cực kỳ quý hiếm và từ trường năng lượng vô cùng lớn, độ cứng cao, tạc rất tinh xảo. Nếu như chúng ta để ở ban thần tài hay là chúng ta thờ vận cầu tiền thì đây là một vật phẩm phong thủy mà tất cả các thầy cũng như là chúng ta vô cùng tín ngưỡng. Các bạn nhìn từ cái rất sau là đẹp. Khi xem comment thì tôi quyết định rằng là cốc ngọc là phiên đấu giá số 5 và tiếp tục. Vâng, đây là cốc còn ngọc phỉ thúy hay còn gọi là ngọc jade đúng không ạ? Vâng. Kích thước các bạn nhé, kích thước là dài cả đồng tiền là 12 cm. Để trong kép được. Vâng. 12 cm. Bàn thờ được ạ, để ở chỗ thờ thần tài được ạ. Vâng. Thì tiền không đi đâu mất được nhé. Vâng. Đây là giá thị trường. Vâng, cảm ơn anh, giá thị trường 6.5 triệu. Vâng. Giá thị trường có niêm yết đấy ạ, 6.5 triệu bán tại shop đấy ạ. Vâng, rất là đắt. Vâng, tôi bán sản phẩm tâm linh và tôi sử dụng uy tín và thương hiệu của tôi để làm thương hiệu cho Phật Bảo, cho nên là các chị có thể yên tâm. Để trên đế gỗ hương đỏ. Vâng, có đế gỗ đầy đủ nhá. Vâng, đế gỗ hương đỏ. Thành phẩm của nó sẽ là như này. Vâng, và kèm theo một cái chứng thư giám định đá quý. Cóc ngọc phỉ thúy, được chưa ạ? Ngọc đẹp. Giá là 6.5 triệu, giá thị trường không dưới đâu ạ. Vâng, tôi sẽ để lên đây. Nhưng không biết hôm nay shop sẽ đưa ra là bao nhiêu, tại vì shop đưa sản phẩm nào cũng bị lỗ thôi. Không biết là hôm nay shop có quyết định đầu tư cụ cóc này là không đồng nữa hay không. Vâng. Sẽ các bạn sẽ chờ trong ít phút. Anh Phạm Mạnh Cường và anh Colero Phạm nói chuyện với nhau thì em cũng xin nói thương là
Chị Hương là đã đấu 3 phiên liên tục liên tiếp và đã cầm 3 sản phẩm thân tay rồi. Và chị Hương cũng đấu giá các shop là rất là nhiều rồi. Và cho nên là các chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá thành. Chị Hương còn phải khen là chất lượng rất đẹp và giá vô cùng rẻ hơn. Shop xin nói thêm, nếu như các anh chị mà muốn tư vấn về phong thủy, muốn tư vấn về mệnh, muốn tư vấn về cung tài vận của mình thì đến Đào Quý Phật Bảo sẽ có một chuyên gia đến tư vấn phong thủy miễn phí các bạn nha, tại Hà Nội. Shop sẽ có những cái chương trình miễn phí để tư vấn về phong thủy, về tài vận của mình. Ok. Mọi người ơi, bắt đầu đi ạ. Mọi người bắt đầu được chưa ạ? Tôi sẽ đếm 10 giây để cho mọi người bắt đầu. Vâng. Thời gian đấu giá là 10 phút. Vâng. Thời gian đấu giá là 10 phút, đúng không ạ? Vâng. Sản phẩm đấy ạ, thời gian đấu giá là 10 phút. Tôi sẽ đếm lùi. Vâng, tôi sẽ đếm lùi từ 10 tới 1 để bắt đầu phiên đấu giá, được chưa ạ? Vâng. Tôi cũng sẽ trừ độ trễ khoảng 15 giây nữa để kết thúc phiên đấu giá. Mọi người chuẩn bị qua trả giá cho sản phẩm đang quay ở trên đây nhé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Xin mời. Dạ, bắt đầu rồi đấy ạ. Thời gian đã bấm. Vâng, xin mời. Xin mời trả giá, xin mời. Giá nào cũng bán, chỉ cần thuận mua vừa bán thôi. Giá nào cũng bán, xin mời. Shop rất là tuyệt vời, một vật phẩm bằng ngọc. Dạ, chị Hương 666 mở bát rồi ạ. Vâng. Với giá thị trường 888, không dưới. 888, tuyệt vời. Vâng. Vâng, anh Huy 1678 luôn rồi ạ. Anh Huy 1678. Vâng, anh Trương Vũ Hoàng đề nghị ra khỏi chỗ này giúp tôi ạ. Đây có phải chỗ chơi ạ. Vâng. 7,5 triệu đề nghị ra khỏi chỗ khác. Vâng. Vâng, đây là chỗ chúng tôi làm việc nghiêm túc đấy ạ. Vâng. 1678 ạ. Vâng, 1678. Anh Bùi Huy chắc chắn chưa ạ? Đây là một sản phẩm tâm linh. Không nên đùa. Vâng, không nên đùa. Vâng. Một hàng lá cát tuyệt vời. Tuyệt vời ạ. Ông trùng YouTube đã lên rồi. Tuyệt vời. Thành ơi vào đấu đi. Thành ơi. Sao anh thấy mẹ đâu mà mãi vào đấu rồi Thành ơi. 1888 tuyệt vời. 1888 rồi ạ, 1.8 rồi ạ, chị Hương ơi. Em nhắc lại là sản phẩm này giá niêm yết trên thị trường là 6,5 triệu tối thiểu ạ. Vâng, 6,5 triệu tối thiểu. Chị Hương 2 triệu rồi ạ. Vâng, 2 triệu. Vâng, 2 triệu ạ, vâng. Hai triệu 250 rồi ạ, vâng. Vâng. 2,220 rồi ạ. Ghim giúp tôi ạ. Vâng. Tuyệt vời. Vâng. Trương Vũ Hoàng Long nhé. Vâng. Mời em ra chỗ khác chơi. Anh không đồng ý ạ. Rồi, đồng ý. Vâng. Bỏ qua. Vâng. 25,687 là bao tiền nhé ạ. Anh Lê Văn Quyền. Không hiểu ạ. Vâng. Anh đề nghị để lại giá. Vâng. 2,688 rồi, tuyệt vời. Anh Điệp Vũ Phi đã đấu giá, vâng. 2,686, vâng. 2,7 triệu rồi, sắp chỉ 2,7 triệu rồi. Vâng, sắp chỉ 2,7 triệu rồi ạ. Vâng, 2,888 rồi, anh Linh, vâng, một người anh em thân thiết của tôi. Vâng, trên này thì tôi gọi là anh cho tiện thôi, chứ còn ít quẩn hơn là anh em tôi là xưa anh em với nhau. Vâng, 2,999, tuyệt vời, vâng. Một nhà đấu giá chuyên nghiệp như chị Hương rất nhiều kinh nghiệm, vâng. Rất nhiều kinh nghiệm, vâng, tuyệt vời. Vâng, anh Phan Anh mới chuyển qua nghề bán phong thủy à. Anh Phan Anh không bán phong thủy mà anh Phan Anh bán hàng trên Facebook đỉnh cao, em nhé. Vâng, nếu muốn học bán hàng thì cứ qua anh, vâng. Chị hàng 3,1 triệu ạ. 3,1 triệu rồi. 333 rồi, tuyệt vời, uống bia này được đấy Linh ơi. Được rồi, em chơi luôn 444 luôn cho máu. Anh Phi ơi chậm rồi, từ quý 3 rồi anh ơi, từ quý 3 rồi anh ơi. Tuyệt vời ạ, 333, tuyệt vời. Xin mời ạ. Vâng. Chị Hằng đâu rồi, anh Phi đâu rồi?
Chị Hương đâu rồi? Vâng, anh Huy đâu rồi? Có chơi không ạ? Vâng. Không thấy ạ, thấy đuối lắm anh Cương. Anh Cương. Anh Coleon, anh Coleon. Vâng, 3444. Vâng, cuộc đua rất hay ạ. Vâng. Số toàn là số đẹp. Vâng, toàn số đẹp. Đúng là phong thủy thì phải đi với số đẹp, đúng ạ. Vâng, 3456 ạ. 3456. Vâng, anh Bùi Huy. Anh Bùi Huy đang đấu 3456 ạ. Anh Bùi Huy chắc chắn là thích sản phẩm này chứ ạ. Anh Bùi Huy ạ. Vâng, Johnny Walker thích moving. Vâng, từng học đại học thương mại ạ. Vâng, đang làm ngân hàng. Vâng, xin chúc mừng anh, cảm ơn anh. Chị Hương 3666, chị Hằng 3666 ạ. 3888 rồi, 3888 rồi. Vâng, chuẩn bị đầu 4 rồi. Chuẩn bị đầu 4 rồi, chị Hương ơi. Chị Hương ơi, bây giờ đến lượt chị phải là 3999 đấy. Vâng. Vâng, 3999 đi ạ. Phan Anh vào trả giá 3999 có được không ạ? Có cho người đấu giá đấu thì trả giá không ạ? Chắc là không nhỉ. Thời gian ạ, thời gian còn bao nhiêu ạ? Thời gian còn 5 phút 17 giây. Vâng, lúc mình nhìn đây. Vâng, 3888, xin mời. 3999, vâng. Chị Hương, vâng, chị Hương trước ạ. Chị Hương trước, vâng, chị ăn chậm không rồi. 3999, vâng, 3999. 3999, vâng, 3999. Chị ăn 4123, vâng, 4123, vâng. Kinh khủng quá, vâng. Anh Điệp Phúc Phi ơi, anh Điệp Phúc Phi đâu rồi ạ? Anh Linh ơi, Linh ơi, Linh ơi. Cố lên em, làm phát nữa đi em. Vâng. 423 vẫn còn 30% nữa, mức giá này vẫn còn rẻ hơn 30% giá thực tế. Vâng. Xin mời, xin mời. Những ai đang tham gia đấu giá thì chia sẻ cái livestream này giúp tôi. Chia sẻ mọi người cùng vào đấu giá cho vui. Vâng. 11 giờ rồi, 11 giờ rồi, cố lên. Chuẩn bị đến 0 giờ rồi, em ngủ đi em. Vâng. Bây giờ có 11 giờ rồi, hôm nay đấu muộn. Đâu rồi ạ, 4123, không ai trả hơn ạ. 4123, không ai trả hơn kìa. Vâng. 4123, không ai trả hơn ạ. Còn ai? Dạ chị Hương ơi, 4123 chị có trả lên không ạ? Vâng. 4123, vâng, 4123. Giá cuối cùng. Có vẻ như mọi người đã bỏ rồi ạ. Cóc, cóc ngọc đẹp như thế này giá 6,5 triệu. Mà bây giờ có người mua 4,1 triệu. Tức là vẫn còn lời 2,4 triệu nữa. Mình có thể trả thêm không ạ? Vâng. Chị Hương ơi ạ. Anh Điệp đâu rồi ạ? Báo giờ đi em. Vâng, còn 3 phút giây nữa cơ ạ. Vâng. Có vẻ như là chiến thuật của các anh là đợi đến phút cuối rồi mới trả đúng không ạ? Cẩn thận hôm nay này, này mất quả ngon. Cẩn thận mất quả ngon. Mình có thể trả cao hơn 1 đồng thôi cũng được. Đúng rồi đấy, đúng rồi, là đúng chiến thuật đấy ạ. 4224, vâng. Số nào, số thứ quý đi ạ. 444 đi ạ, có ai trả 444 đúng không ạ? Thứ quý 4 ạ, tứ tử luôn ạ. Vâng. Mọi người đang xem video này chia sẻ giúp tôi ạ, chia sẻ giúp tôi. Cả nhà mình cũng chia sẻ để anh em vào cho vui. Vâng, chia sẻ đi ạ. Bình tĩnh nhập, à mình tĩnh nhập có gì đâu phải bình tĩnh. Vâng. Chị Hương đâu rồi, bà đè thôi ạ. Chị Hằng đâu rồi, bà đè thôi ạ. Vâng. Còn 3 phút nữa, còn 3 phút nữa. Vâng, còn 3 phút nữa. Vâng. Trần Lâm Vũ đấu đi ạ. Trần Lâm Vũ, anh Cường bảo thế ạ. Vâng. Mọi người chia sẻ video chưa ạ? Vâng. Trả giá ngay đi ạ, trả giá ngay đi. 4224 anh Điệp. Anh Điệp thắng rồi, phiên này anh Điệp thắng rồi. 4224, vâng. 4333 rồi ạ. 4333, vâng. Vâng. Không được, không được, không được chơi, không được chơi dàn xếp tỷ số như thế. Anh Điệp cũng phi. Còn rất nhiều người tham gia đấu ạ. Vâng. Chị ăn cả 433 rồi ạ. Anh Điệp ơi. Chị Hương đâu rồi, chị Hương đâu rồi. 444 chị Hương ơi. Vâng, còn 2 phút nữa, còn 2 phút nữa. Đồng hồ đã điểm. Đồng hồ đã điểm. Còn 2 phút nữa. Vâng. Các bạn trợ lý đâu cho tôi xin công nước ạ. Vâng. Xin mời, xin mời. Xin mời, xin mời, 4333. Vâng. 4333, vâng. Còn 1 phút giây nữa, vâng, 1 phút giây nữa, xin cảm ơn. Xin cảm ơn.
ơn ạ. Vâng. Đây là tình hình là mọi người đang chờ phút cuối này. Vâng, phiên đấu giá này có vẻ buồn quá nhỉ. Vâng, hay là em bán trả nhé. Vâng, em trả. Có vẻ như là mọi người quyết tâm mua rẻ của em rồi. Cứ làm thế này thì em lấy đâu tiền. Chủ shop người ta không trả lương em chết. Còn người ta bảo là đấu giá kiểu gì toàn lỗ, trả lương em này chết. Có ai trả cao hơn không ạ? Chốt cuối xem sao. Vâng, anh Quỳ Huy chốt đi ạ. Một phút nữa. Vâng, một phút. 1 phút, 50 giây, 40 giây. Chị Hương không trả mà lại tháo hoa hồng ạ. 30 giây. Anh Tuấn Trần, cả túi tiền đấy là như nào đấy ạ? Vâng, 30 giây. 20 giây. Có ai trả cao hơn không ạ? Vâng, có vẻ như phần thưởng đã thuộc về chị hàng Susan rồi ạ. Vâng, có vẻ là như thế ạ. 10 giây. Vâng, 10 giây. Vâng, tôi sẽ đếm lùi. Vâng, tôi sẽ đếm lùi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. 4 triệu rưỡi ạ. Anh Paul Nguyễn ạ. Anh Paul Nguyễn trả 4 triệu rưỡi ạ. Vâng, anh Paul Nguyễn trả phút cuối. Vâng. Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Anh Paul Nguyễn trả đúng 1 giây cuối có tính không ạ? Tính ạ, có tính ạ. Anh là hợp rồi. Anh Paul Nguyễn ơi, anh cho em xin số điện thoại. Vâng. Anh cho em xin số điện thoại và địa chỉ mua hàng ạ. Vâng, để shop sẽ chuyển hàng cho anh ạ. Vâng. Còn nếu mà vâng. Chị Hằng ơi, vẫn còn rất là nhiều nữa nên là chị yên tâm ạ. Vâng, cảm ơn anh Paul Nguyễn. Anh cho em xin số điện thoại và địa chỉ. Con cóc này là giá là 6 triệu rưỡi và anh đã đấu giá thành công đến 4 triệu rưỡi ạ. Vâng. Thì em xin nói lại một chút, thì không biết là anh có theo dõi từ đầu hay không. Thì là tất cả các sản phẩm này thì đều có chứng thư giám định đá quý. Vâng, chứng thư giám định đá quý. Vâng, và phiên đấu giá này anh đã là người chiến thắng. Vâng, phiên đấu giá này anh đã là người chiến thắng. Vâng, đây số điện thoại của anh Paul Nguyễn ạ. Vâng, các bạn gọi cho anh Paul Nguyễn để xác thực ạ. Vâng, địa chỉ của anh ở đâu ạ? Anh nhận ở Hà Nội hay ở Biên Hòa, Phú Yên ạ? Anh phải cho địa chỉ chi tiết hơn đấy ạ. Địa chỉ như này thì không giao được hàng đâu ạ. Vâng, 0169 73 713. Vâng, 72X. Vâng, anh cho em địa chỉ chi tiết vào Facebook của em. Vâng, và đây là cóc Hồng Ngọc anh nhé. Vâng, cóc Hồng Ngọc. Vâng, anh Bao Nguyên ơi, anh cho em đội kỹ thuật gọi giúp anh nhé. Gọi giúp anh. Mọi người chuẩn bị đấu giá cái gì nữa ạ? Bây giờ để đợi tôi xác thực cái sản phẩm này của anh Bao Nguyên cái, thì sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang sản phẩm tiếp theo. Vâng, nếu như mà phường 5 phường 5 thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ạ. Không phải rồi. Vâng.
không? Không phải. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, chúng tôi cũng rất là tỉnh. Vâng, ok nha, ok nha. Vâng, anh Paul Nguyễn trả giá cho vui và số điện thoại ảo, địa chỉ ảo. Vâng, cảm ơn anh đã tham gia và chia sẻ. Vâng, anh làm mất rất nhiều thời gian của người khác anh ạ. Vâng, nếu mà anh không mua hàng, anh có thể tham gia trả giá cho vui luôn. Đừng trả giá kiểu như thế, vì tôi nhìn một cái là tôi đã biết rồi. Vâng, dù sao cũng rất là cảm ơn anh. Vâng. Vâng. Vâng, bây giờ cho tôi hỏi ạ, cho tôi hỏi. Vâng, cho tôi hỏi. Anh Điệp Vũ Phi ạ, anh Điệp Vũ Phi. Vâng, với mức giá là 4.224.000. Vâng, anh Điệp Vũ Phi có muốn là người chiến thắng sản phẩm này không ạ? Vâng, và chị Hằng. Chị Hằng với mức giá là 4.330.000. 33.000. Các chị có muốn chiến thắng sản phẩm này không ạ? Vâng. Các chị có muốn chiến thắng sản phẩm này không ạ? Nếu không thì chúng tôi sẽ, vâng, nếu không thì chúng tôi sẽ tham gia đấu giá lại. Vâng. Chị Hằng có nhận sản phẩm này không ạ? Vâng, nếu mà chị nhận thì chỉ để lại số điện thoại và địa chỉ inbox ạ. Vâng. Chị Hằng có nhận ạ? Vâng. Chị Hằng có nhận ạ? Vâng. Ok ạ, tuyệt vời. Vâng. Ok, chúng ta sẽ đấu giá tiếp. Vâng, thỉnh thoảng cuộc chơi thì cũng có những cái điều nó cũng kỳ thú đúng không ạ? Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều, tôi xem fan nick của anh. Vâng. Ok, tôi sẽ đấu giá một con cóc to hơn như thế để bù đắp anh chị. Vâng. Cũng là con cóc như vậy, vâng, cũng mức giá như vậy luôn. Cũng mức giá như vậy luôn, được chưa ạ? Vâng, con cóc kia thì chị Hằng đã lấy rồi. Chị Hằng đã lấy rồi thì thôi, vâng. Ok, chị Hằng inbox, vâng, để lại số điện thoại, ok. Chúng ta tiếp tục đấu giá phiên tiếp theo. Một con cóc khác, vâng. Một con cóc khác. Được chưa ạ? Vâng. Xin mời. Vâng, xin mời, xin mời, chúng ta chuẩn bị đấu giá. Vâng. Ok, ok, ok. Xin mời, 10 phút bắt đầu. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ đấu giá tiếp một con cóc khác. Vâng, một con cóc khác. Cái đồng hồ của tôi đâu rồi ạ? Đây ạ. Đây, đây. Vâng. Một con cóc khác. Vâng, với tương tự như thế. Được chưa ạ? Vâng. Bắt đầu chưa ạ? Xin mời. 3, 2, 1, bắt đầu. 10 phút đấu giá tiếp tục. Một con đây cóc ạ. Khác. Bắt đầu rồi đấy ạ. Cũng giống với con cóc kia. Vâng. Các chị thoải mái đấu giá. Vâng, xin mời. Và các chị mà không đấu giá vui lòng là đừng tham gia. Vâng, vui lòng đừng tham gia. Vâng. Xin mời, xin mời Linh Hương ạ. Chị Hương luôn ạ. Vâng. Shop xin giới thiệu thêm một cụ cóc thiềm thừ ba chân, chất liệu ngọc phỉ thúy. Ngọc phỉ thúy các bạn nhé. Ngọc rết hay gọi là ngọc phỉ thúy đều là một cái tên. Tạc rất tinh xảo, tạc thủ công. Tạc rất tinh xảo. Vâng, và mời. Có chân đế gỗ hương. Ok. Vâng, xin mời. 666 của chị Hương. Dạ ạ, chị Hương, 666 ạ. 666 của chị Hương ạ. Vâng. Xin mời. 888 ạ. Vâng, Ngô Quang Đạo, Ngô Quang Đạo. Vâng, xin mời. Xin mời. Vâng, 888 ạ. Vâng. Quý Thành, Quý Thành đấu cóc đi anh ơi. Quý Thành đấu cóc đi. Nhanh để anh sẽ đấu ấn tiếp. Vâng, anh sẽ đấu ấn tiếp được chưa ạ? Vâng. 999, vâng, 999. 999, vâng, 999. Xin mời. Xin mời đấu giá. Vâng, 999, tuyệt vời. Vâng, vị trí, vâng. Chị Hằng ơi, vẫn được chị nhá.
Vâng, 1234, tuyệt vời, 1234, vâng. Tuyệt vời, xin mời. 1234. 1234, vâng, xin mời. Một con cóc, vâng, giá rất nhiều tiền. Vâng, cóc bằng ngọc, được chưa ạ? Được chế tác cũng rất là tinh xảo đấy ạ, vâng. Xin mời. 1234, vâng, 1235, vâng. 1234, 1235, vâng. Vâng, hôm nay các em gái giọng hay thế. Trả giá đi Nhi ơi. Anh ơi, chú chỉ được cái tinh tế mà chưa mua được cái gì kìa. Buồn ghê. Vào đi em ơi. Vâng, 1234 chị Hương ơi. 1234 chị Hương ơi. 1234 rồi ạ, 1234 rồi. Vâng. 1234 rồi ạ, 1234, vâng. 1234 ạ, vâng. Xin mời, xin mời. Linh đâu rồi, Linh đâu rồi? Vâng. Linh đâu rồi ạ? Vâng, 1235, vâng. 1235, vâng. Vâng, 1235, vâng. 1235 của chị Hương ạ. Vâng, tất cả những người lạ lẫm như này tôi đều phải xác thực trước khi đấu ạ, vâng. 1235 ạ, vâng. Chị Hương có vẻ đang rất là hài lòng bởi vì là có vẻ như phiên này không còn ai đấu giá nữa cho nên là chị sẽ đấu giá với giá chiến thắng là vô cùng rẻ, vâng. Phiên trước đấu căng thẳng quá, đúng không ạ? Vâng. 1268, 1268, vâng. 1268 ạ, vâng. 1268 của anh Huy Bùi ạ. Thành ơi, mua cắp không? Thành không đấu cái gì ạ? Anh Huy Thành phải đấu đi. Một hai sáu tám ạ, vâng. 1268 ạ, vâng. Không còn ai đấu ạ, không còn ai đấu ạ, vâng. Không còn ai đấu ạ. Vâng, có vẻ như là như thế này thì shop sẽ vỡ nợ rồi, shop vỡ nợ thật sự rồi. Chị Hương 135, 1345. 1345 là cao hơn chứ không? Anh cho em thấy một lần không? Em hứa sẽ đấu ngoan. Thấy gì em muốn thấy gì? Thấy nhân viên của anh á. Anh mua đúng phiên cuối cùng. Ok. Ok. Mai em qua shop em sẽ gặp đi cà phê được thôi em ơi. Có gì đâu mà khó nhỉ? Vâng, có gì khó nhỉ? Em cứ đấu ngoan đi em. Lúc nào cũng có. Vâng, 1393 rồi, 1393 rồi. Chị Hương ơi, 1393 rồi kìa chị. Vâng, sao cái phiên này đấu thì như là ăn cơm nguội đấy hả trời? Đấu quyết liệt lên chứ. Mọi người đấu hết rồi ạ? Tim thì trả nhiều quá mà chẳng thấy đấu giá gì cả. Xin mời, xin mời. 1393 rồi, 1393 rồi. Vâng. 1399 ạ. Trời ơi. Sát nút quá. Mong một lần thấy em. Đồng ý, có ngay. Anh sẽ cấp số điện thoại đặt phát tên anh nhé. Vâng. Vâng, tiếp tục, vâng. Cóc màu vàng, vâng, tuyệt vời. Bác đảm bảo mua gì đi, phong thủy ok mà. Vâng. 1399, vâng. 1399 với chị Hương ạ. 1399 ạ, vâng. Một ba chín chín ạ. Còn ai trả cao hơn không ạ? Vâng. Chậm quá. Chết rồi, bao nhiêu thời gian rồi? Đồng hồ của tôi đâu rồi? Đấy rồi. Còn bao nhiêu thời gian nữa? Còn 4 phút nữa. Vâng. Đây ạ. Để đây thì nó bắn rơi. Để đây, vâng. Bắt đấu giá cùng màu hai phiên hơi khó. Rồi. Đồng ý. Đồng ý. Vâng.
1.000 rồi, 1.500 rồi, chị Hương ơi. Còn 3 phút chị Hương đang cười phớ lớ rồi. Có 1 triệu rưỡi, con cóc này chị Hương đang ngồi cười phớ lớ, chết em rồi. 1.500 rồi chị Hương ơi. Chị Hương ơi, 1.500 rồi ạ. Vâng, 1.500 rồi. Gấu ơi, lên đi em. Chết rồi. Chết rồi, vỡ nợ rồi. 1666 rồi. Vâng, 1666 rồi. 1666 rồi. Còn 3 phút nữa, 1666 rồi. Chị Hương hôm nay là có khi là số đỏ rồi. Cứ ngồi đây bắt phiên cuối này con. Em thấy chị cao thủ bậc nhất luôn. Vâng. 1666 đâu rồi, bạn Hằng đâu rồi? Bạn Hằng đâu rồi, vào trả tiếp đi. 1666 rồi. 1.70 rồi, 1.70 rồi, 1.70 rồi. 1.70 rồi, Huyền Chi có trả giá em, mua đi. Huyền Chi. Anh Cường ơi, có mua được không? Trời ơi, giá rẻ, thế đây mà không anh mua. Phiên trước để tranh nhau mua. Linh ơi, mày đi ngủ rồi em. Vào đấu cho anh vui đi cái Linh. Anh Khánh 1888 ạ. Anh Khánh nào nhờ? Lê Quyền Khánh ạ. Vâng, anh Lê Quyền Khánh 1888, tuyệt vời. Vâng, tuyệt vời. Quá là rẻ so với con cóc như thế này. Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, anh Lê Quyền Khánh. Vâng. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng, còn 1 phút rưỡi, 2 phút nữa thôi. Trời ơi, có thể làm được như vậy không? Vâng. 1999 của chị Hương ạ. Hàng Su Su 2.500.000. Sắp hết thời gian rồi đấy. Chị Hằng 2.500.000 ạ. Hàng Su Su rất là tuyệt vời. Shop xin chiên. Chị Hằng là đã vừa cảm mua được một con cóc rồi đấy ạ. Vừa đấu giá thành công một con cóc rồi đấy ạ. Như shop đã theo dõi thì Hàng Su Su mấy ngày vừa qua ngày nào Su Su cũng vào sân chơi mà Hàng Su Su rất là nhiệt tình. Chúc mọi may mắn sẽ đến với Hàng Su Su nhé. Hàng Su San ạ. Hàng Su San, xin lỗi. Xin mời. 2.500.000 rồi chị Hương ơi. Còn ai đấu không? Vâng. Gấu ơi, đấu đi gấu ơi. Anh Huy Bùi ơi. Trời ơi, đi đâu hết rồi thế này? Mọi người đi đâu hết rồi ạ? Vâng. 1 tác phẩm, có thể nói là một tác phẩm. Đó là một ông thiềm thừ cóc ba chân. Chiêu tài chiêu lộc bằng chất liệu ngọc rết hay còn gọi là ngọc phỉ thúy, ngọc thiên nhiên 100% các bạn nhé. Shop đã chuẩn bị cùng với chứng thư giám định đá quý. Vâng, xin phép hết giờ đến nơi ạ. Tôi đến vui ạ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Có ai trả cao hơn không ạ? Có ai trả cao hơn không ạ? Hết giờ. Vâng, hết giờ. Dạ vâng, chúc mừng chị Hằng ạ. Xin chúc mừng chị Hằng Su Sang. Vâng, không biết chị mua làm gì lắm cóc thế. Đúng ạ, chứng tỏ là có nhiều shop để muốn để vào bắp chân tay đúng không ạ? Vâng, tuyệt vời. Vâng, chị không cần để lại số điện thoại của chị ạ. Để rồi ạ, vâng. Shop cũng xin chúc mừng chị Hằng Su San nha. Một tác phẩm cóc ngọc với giá thị trường là chị đã được lời mấy triệu rồi. Nhưng không sao, đó là sân chơi. Chúc mừng chị Hằng Su San. Chúc chị may mắn cũng như ông cóc. Chị Hương ơi, tại sao chị không đấu ạ? Phiên trước chị đấu 3 triệu mấy mà 4 triệu mấy mà chị không đấu phiên này ạ? Vâng. Bây giờ cho em con tóc màu không được. Bây giờ không đấu cóc nữa. Không đấu cóc nữa. Đây xem mình là có một tác phẩm quan công. Vâng. Bây giờ em sẽ đấu rùa đầu rồng nữa. Đó các bạn. Không quan tâm. Vâng. Vâng, anh giới thiệu đi ạ. Ok. Vâng, đẹp quá. Có lẽ giờ này cũng đang ở cái giờ gây cấn thì shop xin giới thiệu một tác phẩm. Một tác phẩm mặt dây bằng quan công trấn ải
chất liệu ngọc Canada thiên nhiên. Chất liệu ngọc rất là trong các bạn nha. Cực kỳ trong, tạc rất tinh xảo. Để mà nói có một tác phẩm mặt dây chuyền đeo tích ông Quan Công như thế này, nếu như ai là chủ nhân của tác phẩm này thì sẽ rất là giá trị. Chất liệu ngọc thiên nhiên 100% các bạn nhé. Ngài Quan Công, các bạn đã nhìn rõ chưa ạ? Ngọc của Canada các bạn nhé. Với một tác phẩm như thế này giá thị trường không dưới 4 triệu đồng. Không dưới 4 triệu đồng các bạn mới sở hữu được một tác phẩm như thế này. Ngọc thiên nhiên 100% các bạn nhé. Tạc vô cùng tinh xảo. Các bạn đã xem kỹ chưa ạ? Nếu như ai là chủ nhân của tác phẩm này thì sẽ rất là giá trị. Tại vì shop đã đưa ra một hình ảnh tạc, đó chính là Quan Công trấn ải trên một chất liệu ngọc Canada, ngọc thiên nhiên 100% các bạn nhé. Mình có con hồ ly đầu to này. Ok. À, mình có con hồ ly đầu to. Hồ ly to thì không có. Không có. Nhỏ. Thế chị em thích hồ ly quá. Ok, chúng ta đấu tác phẩm này đi. Quan Công ạ. À. Tác phẩm Quan Công ngọc Canada. Vâng. Mặt dây. Nếu như các chị em mà đấu giá được tặng chồng của mình hay là cũng như người yêu của mình thì tác phẩm này rất là giá trị. Tại vì hình ảnh Quan Công nói lên sự tín nghĩa, trung thành. Cái này là có thể đeo hoặc là treo ô tô cũng được các chị nhé. Treo. Và theo ý kiến của chủ đầu tư thì chủ đầu tư muốn đấu giá sản phẩm này cho các anh chị thì tôi cũng sẽ bắt đầu. Đây là sản phẩm dây đeo hoặc là để treo ô tô hoặc là cầm bên người. Chất liệu ngọc Canada. Chất liệu là bằng chất liệu ngọc Canada. Từ Canada, có xuất xứ từ Canada. Chạm khắc thì tôi nghĩ là vô cùng tinh xảo đấy ạ. Vâng. Do nghệ nhân nổi tiếng chế tác ạ. Vâng. Giá thị trường không bao giờ dưới 4 triệu các bạn sở hữu được tác phẩm này, không bao giờ dưới 4 triệu các bạn nhé. Vâng. Nhưng không biết hôm nay shop sẽ đưa ra giá là bao nhiêu. Chúng ta sẽ chờ trong ít phút. Vâng, Quan Công ít người dám đeo. Vâng, cái này thì mình có thể treo ô tô hoặc là mình để bên người chị ạ. Mình không đeo thì mình cầm bên người, mình treo vào móc chìa khóa hoặc là để trên ô tô giúp thế hoặc cầm bên người. Vâng. Thôi thì anh chủ đầu tư cũng đã nói thế thì em vẫn tiếp tục đấu giá. Vâng. Phiên sau thì em sẽ đấu hồ ly cho các anh chị hoặc là đấu rùa đầu rồng. Vâng, các chị thấy là rùa đầu rồng. Rồi, các anh chị có quan tâm đến sản phẩm này không ạ? Để chúng ta đấu ạ. Vâng. 5 phút ạ. Vâng. Vâng, bắt đầu được chưa ạ? 5 phút ạ. Vâng. Thời gian đấu giá là 5 phút. Bắt đầu. 3, 2, 1. Thời gian bắt đầu chạy rồi. Sản phẩm đấu giá là một tác phẩm dây đeo. Một tác phẩm dây đeo, dây treo. Vâng, dây đeo, dây treo. Với giá là khoảng 4 triệu đồng ở trên thị trường. Vâng. Ngọc là xuất xứ từ Canada. Vâng, các chị có thể nhìn thấy. Vâng. Có thể để xa ra một chút thì sẽ nhìn sắc nét hơn. Vâng. Đó, đúng rồi đấy. Vâng. Vâng. Các chị trả giá đi ạ. Nếu mà các chị không trả giá thì phiên đấu giá sẽ được hủy. Vâng, như bình thường. Và sau đấy thì ta sẽ chuyển sang sản phẩm khác. Vâng. Tạc rất tinh xảo các bạn nhé. Ngọc Canada.
anh Trần Hải ơi. Vâng, mọi người trả vô cùng thấp ạ. Vâng, mọi người trả có vẻ không thích nhưng mọi người trả vô cùng thấp ạ. Vâng, anh Trần Hải là 88k cao nhất. Vâng, anh Cô Quang Gạo 100k cao nhất ạ. Vâng, không sao ạ, thuần mua vừa bán ạ. Vâng, nếu chúng ta đã tích quan công là một cái tích cực kỳ hay. Vâng, nói lên sự tín nghĩa, trung thành. Anh Việt 101k. Anh Nguyễn Trung Hiếu 140 ạ. Vâng, anh Nguyễn Trung Hiếu 140 ạ. Vâng, anh Bùi và anh Huy Bùi 150 ạ. Vâng, 150 ạ. Vâng, 150 ạ. Vâng, lưu ý là phiên đấu giá có 5 phút rồi ạ. Vâng, đồ mua ạ. Vâng, các bạn theo dõi để hỗ trợ các anh chị đấu giá. Vâng, 151 ạ. Chữ Hương 600 ạ. Vâng, chữ Hương 600 ạ. Vâng, vâng, chị Hương 600, không khéo là phiên này chị Hương lại thắng mất thôi. Vâng, phiên này chị Hương lại thắng vì chẳng thấy ai đấu cả. Vâng, anh Sochiba có thể đấu cao hơn được không ạ? Vâng, anh Việt 666 ạ. Anh Cương Hải Phòng 667 ạ. 680 ạ, anh Lê Lự ạ. Vâng, 680 anh Lê Lự, bỏ qua sản phẩm này đi, mọi người không thích chẳng cũng vừa mất hay. Không sao ạ. Vâng, hôm nay mấy đại gia đâu, mấy đại gia mua hôm qua nhiều rồi em ạ. Hôm nay toàn tiểu gia đấu với nhau không sao cả. Anh Thiện Cun 800 ạ. Anh Thiện Cun ạ. Vâng, anh Thiện Cun 800 ạ. Vâng, vâng, anh Thiện Cun 800 ạ. Đây là một chất liệu ngọc Canada các bạn nha, ngọc tự nhiên 100%. Vâng, anh Thiện Cun 800 ạ. Vâng, còn ai trả cao hơn được không ạ? Shop nghĩ rằng là các bạn không nên bỏ qua một tác phẩm quan công như thế này, tạc trên chất liệu ngọc rất là giá trị, tạc rất tinh xảo. Anh Cường 801 ạ. Đây, chúng ta có thể nhìn rất là rõ. Cái này chẳng ai dám đeo lên người vì đỡ vô lên quan công. Có lẽ là đấy là lý do tại sao mà mọi người không nhiệt tình đấu. Vâng, mọi người thích đấu thần tài hơn. Được rồi. Vâng, bị nhiều không sao, mình ủng hộ đi, càng như thế mình càng được mua rẻ, mình càng được mua rẻ. Nếu mà rẻ thế này thì tôi sẽ bảo tôi đấu luôn, tôi sẽ bảo tôi đấu để tôi mua. Vâng, tôi có được quyền đấu các anh chị vì rẻ quá mà. Vâng, tôi sẽ vào tôi đấu nhé. 801 là cao nhất rồi, tôi sẽ đấu 808 rồi ạ. Vâng, số 93 888 rồi. Vâng, số 93 888 rồi. Anh Nguyễn Anh Tú nói là có thầy ơi, được quyền đấu ạ. Vâng, tôi mà đấu thì anh chị không theo được đâu, đúng không ạ? Vâng, sản phẩm này thì có lẽ là mình cũng có thể mua để đeo bên người và mang bên người để trong túi hoặc treo ô tô, đúng không ạ? Vâng, chúng ta có thể treo ở nhiều nơi mà, có thể treo ở bên phía phải của nơi làm việc của chúng ta ấy, để bảo vệ chúng ta mà, chứ không hẳn là treo ở bên người. Nhưng mình nghĩ đây là một vật phẩm phong thủy cũng rất giá trị. Hết giờ rồi đấy ạ. Vâng, chuẩn bị hết giờ ạ. Vâng, làm cái nào đồng tí ạ. Vâng, làm cái nào đồng tí ạ. Vâng, vâng, hết giờ. Vâng, anh Sochiba. Vâng, anh Sochiba là người thắng cuộc. Anh Sochiba là người thắng cuộc với mức giá là 888.000. vâng. Vâng, anh Sochiba có thể cho em xin số điện thoại để bên em có thể liên hệ cho anh được không ạ? Anh Sochiba ơi, vâng, anh có ở đó không ạ? Anh
anh Sochiba, nếu mà trong vòng 1 phút mà em không thấy anh để lại số điện thoại để bên em liên hệ thì em sẽ hủy cái đơn này nhá. À đây rồi ạ. Bên em sẽ liên hệ cho anh luôn đấy ạ. Vâng, xin được chúc mừng anh Sochiba với sản phẩm này ạ. Xin được chúc mừng ạ. Vâng, phải nói thật sự là mua anh Sochiba với giá là quá rẻ luôn, 888.000. Vâng. Xin chúc mừng anh. Quá là rẻ với thị trường. Vâng. Đừng gọi bây giờ, đồng ý anh để lại địa chỉ thôi. Anh này địa chỉ thì mai em ra. Sản phẩm mà đi lại của ô tô. Vâng, còn đi lại của ô tô. Thành xanh. Thành anh xanh 2.2 triệu. Rồi đấy ạ. Phần di lặc để ô tô ạ. Vâng. Phần di lặc để ô tô ai đấu không ạ? Anh ơi mày đấu gì em? Em ngủ một con gà. Mày đấu cái gì đấy? Anh đấu gà. Nào? Gà. Cóc không? Cóc cái ấn hay là gì nào? Cóc vàng nhé. Vâng, mai chuyển đến 609 Trương Định giúp anh. Cái tháp vàng rồi đồng ý. Cái tháp vàng. À. Cái tháp vàng rồi đấy ạ. Đây là tháp Tú Sương. Vâng. Vâng, tháp Văn Sương bằng ngọc hoàng long với mức giá là gì ạ? Vâng, khoảng 2 triệu đồng. Khoảng 2 triệu đồng có đúng không ạ? Anh kiểm tra giúp tôi có đúng là 2 triệu đồng không ạ? Đúng ạ. 1 triệu giá tiền giá thì là 1.600.000 đồng trên một cân đúng không ạ? Ok, tác phẩm này có giá thôi gì phải rút ra. Vâng, cứ để rút ra. Vâng. Mình đã chụp cái này chưa? Đây này. Cái khác màu vàng đi em chơi với. Chốt quan công. Thôi được, chơi cái này đi. Vâng. Phan anh với shop chốt quan công chưa? Chốt rồi anh nhé, chốt rồi. Của anh rồi đấy ạ. Vâng, xin cảm ơn anh và chúc mừng anh. Thực sự là tuyệt vời đấy ạ. Mức giá đấy thì vô cùng là rẻ. Vâng. Vô cùng là rẻ. Vâng. Có lẽ là hôm nay là cái phiên đấu giá. Vâng, tôi sẽ đấu phiên này là phiên cuối cùng. Tôi sẽ đấu phiên này là phiên cuối cùng. Hoặc là nếu như mọi người mà thích đấu một cái sản phẩm gì nữa thì tôi sẽ đấu thêm vào 2 phiên nữa thôi. Muộn rồi. Phiên đấu giá này là phiên đấu giá. Vâng, tháp Văn Sương bằng ngọc hoàng long màu vàng rất là đẹp. Với giá trên thị trường là khoảng 2 triệu đồng. Khoảng 2 triệu đồng, vâng. Vâng. À, cái 7 người là ở bên Pep bạn nhắn. Vâng, cái 7 người là bên Pep bạn Bình Minh nhé. Vâng. Bạn Bình Minh bạn nhầm rồi. Tôi không có làm gì sai cả nhé. Còn cái trên trang cá nhân của tôi là chỉ tặng cho một người thôi bạn ạ. Chắc là bạn nhìn sai đấy. Vâng, bạn xem lại đi. Vâng. Tháp này Thành lấy rồi, Thành đúng rồi, Thành lấy cái màu hồng. Vâng. Ok. Chơi sản phẩm này chưa ạ? Bắt đầu đúng chưa ạ? 10 phút chưa ạ? Hay 5 ạ? Vâng, 5 phút ạ. Vâng. Theo ý kiến của chủ đầu tư, vâng, đồng ý. Đấu càng nhanh càng tốt. 1, 2, 3, 4, 5. Bắt đầu chưa ạ? Bắt đầu chưa ạ? Vâng. Vâng, đúng rồi. Mọi người bắt đầu được chưa ạ? Vâng. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Shop xin giới thiệu lại, đây là một chiếc tháp Văn Sương bằng chất liệu ngọc hoàng long thiên nhiên 100%, có chứng thư giám định đá quý. Ý nghĩa của tháp Văn Sương này là cầu về công danh, học hành cũng như là thăng tiến các bạn nhé. Thủy hợp không? Mệnh thủy. Thực ra thì một chiếc tháp Văn Sương thì một chiếc tháp Văn Sương chúng ta cầu về công danh, học hành và thăng quan tiến chức thì mình nghĩ rằng là trên một chiếc màu vàng là màu vua chúa. Mệnh thủy thì màu vàng không hợp lắm. Mệnh thủy các bạn nhé, mệnh thủy thì màu vàng không hợp lắm, nhưng mà shop tư vấn rằng là đây là một là do shop tạp trên cái tích là tháp Văn Sương cầu về công danh, học hành và thăng quan tiến chức
màu vàng với màu vua chúa mà rất là may mắn, nên là tại hình ảnh tháp Văn Xương thì linh khí của tháp sẽ rất tốt và rất rất công dụng. Chúng ta hãy vào đấu giá đi ạ. Bắt đầu trả giá được chưa ạ? Trả giá đi ạ. Thời gian chạy rồi đấy ạ. Vâng, báo tiền ạ, báo tiền ạ. Chưa có ai trả giá, vâng. Chưa có ai trả giá, vâng. Không sao, có thể là mọi người đang nghiên cứu. 100k. 100k, vâng, 100k, vâng. 100k, vâng, 188k. 188k. 500k, Huy Thành 500k. 500k, vâng, Huy Thành 500k rồi. Anh Huy chốt vào cuối đấy anh Huy ơi. 500k rồi, vâng. Anh Huy Thành 500k rồi. Nếu như các chủ nhân mà đấu được tác phẩm này có thể để ở bàn làm việc của con mình thì vô cùng tốt. Của con em mình cực kỳ tốt, tại vì nó cầu cho công danh học hành mà, nói lên sự đỗ đạt đấy. Anh Cường Hải Phòng 501 ạ, 501 rồi ạ. Anh Huy Thành ơi, anh Sochiba 666 ạ, vâng. Anh Sochiba, vâng, chủ, vâng, chủ shop điện thoại ạ, vâng. Anh Sochiba vừa đấu thắng cái phiên quan công, bây giờ anh muốn có thắp mà Văn Xương để giúp cho con cái được học hành tốt hơn. Vâng, anh Hiếu 700k. Anh Hiếu 700k, vâng. 700 rồi ạ, 700 rồi ạ. Anh Hiếu 700k rồi ạ, anh Hiếu 700k rồi ạ. Vâng. Thanh Lựu 900 ạ. Anh Thanh Lựu 900 ạ, anh Thanh Lựu 900 ạ, vâng. Anh Thanh Lựu 900 ạ, vâng. Tháp Văn Xương là cái tháp mà dựa trên cái tích, và dựa trên cái tích là sẽ cầu và đường học hành, đường công danh, và đường học hành, đường công danh, đường sự nghiệp ạ. Anh Sochiba 9599 ạ. Nếu như chúng ta đi các cái chùa lớn, chẳng hạn như chùa Bái Đính, Ninh Bình hay tất cả các cái chùa cổ, thì chúng ta đều thấy hình ảnh những cái bút tháp như thế này. Thì đây là một hình ảnh cực kỳ linh thiêng. Để anh Cường 1000 rồi ạ, anh Cường 1000 rồi ạ. Để chúng ta cầu tiến các bạn nhé. Giá thị trường là đang là 2 triệu bạn ạ. Giá thị trường đang là 2 triệu. Giá thị trường chúng ta không thể mua dưới 2 triệu được. Vâng, khoảng 2 triệu trở lên. Và đấy, bạn Hiếu tham gia đấu giá vui lòng nói nghiêm túc ạ. Vâng, vui lòng nói nghiêm túc ạ. Vâng. Anh Cường Hải Phòng là 1 triệu, anh Cường Hải Phòng là 1 triệu. 1 triệu rồi ạ. Anh Cường Hưng Hải Phòng đang dẫn đầu. Anh Cường Hưng Hải Phòng đang dẫn đầu ạ. Anh vừa đấu giá thành công một sản phẩm rồi ạ. Vâng, sản phẩm này mua cho con, vâng, mua cho con thì cầu công danh, cầu đường học hành cho con, vâng, tuyệt vời ạ, tuyệt vời ạ, vâng. Vâng, 1 triệu không ai trả hơn ạ, 1 triệu không ai trả hơn ạ, vâng. Giá thị trường không dưới 2 triệu, vâng, cảm ơn đã quý Phật Bảo đã hỗ trợ. Vâng, đi chơi bây giờ mới về đây, vâng. Xin mời ạ, vâng. 111, vâng, anh Việt Anh 111. Anh Việt Anh, vâng, 111 chắc chắn ạ, vâng. Anh Việt Anh có chắc chắn không ạ? Vâng, tuyệt vời. Vâng, hẹn anh ngày mai, thôi hôm nay muộn quá, đúng rồi. Hôm nay mình đi dạy, vâng. Anh Việt Anh cũng làm đá quý ạ, anh Việt Anh cũng làm đá quý ạ. Thấy ảnh của anh Việt Anh, vâng. Vâng, tuyệt vời, tuyệt vời. Anh Cường Hưng Hải Phòng 1112 rồi. 1112 rồi, 112 rồi ạ. Nhanh lên ạ, nhanh lên ạ, thời gian chỉ còn 30 giây nữa thôi ạ. Vâng. Rất giá trị với một chiếc tháp Văn Xương. Trung Hiếu chất liệu của Hoàng Long. Đơn cuối đi Trung Hiếu ơi. Thành ơi, đơn cuối em ơi. Đơn cuối em ơi. Vâng, thời gian không còn nhiều. Thời gian không còn nhiều. Anh Hiếu ơi. Bước đến giây cuối cùng rồi. Hoàng gia Hà Nội nghỉ nhé, nghỉ chơi đi, không có tiền đi vào đấu giá thúc một giúp cái. Vâng. 10 9 8 7 6 5 4, 3, 2, 1, hết giờ! Của anh rồi. Dạ vâng, chúc mừng anh ạ. Chúc mừng anh. Shop rất là hoan nghênh anh Cường Hưng Hải Phòng đã là người thắng cuộc trong cuộc đấu giá tháp Văn Xương và Ngọc Hoàng Long. Vâng. Anh để lại số điện thoại và địa chỉ nhận hàng giúp em Cường nhé. Vâng. Tác phẩm này shop cũng đã kịp thời làm chứng thư giám định đa quý rồi anh Cường Hưng Hải Phòng nhé.
shop sẽ chuyển tháp Văn Xương cùng với lại chứng thư giám định đá quý đến tận tay của anh. Ok. Vâng. Dạ em chúc mừng anh ạ. Vâng, em cảm ơn anh nhiều. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã thức đến giờ này để ủng hộ và xin được trân trọng chúc mừng anh. Cảm ơn anh. Vâng. Chúng ta làm một phiên nữa, phiên cuối cùng đặc biệt đi ạ. Vâng. Vâng, mai chuyển về Hải Phòng đồng ý ạ. Vâng. Đó là tác phẩm Phật Bà Quan Âm. Phật Bà Quan Âm. Thầy Trắng. Vâng, thầy Anh Trắng, Phật Bà Quan Âm. Rất đẹp. Để ở xe hơi, để trên bàn thờ, để bàn làm việc, đúng không ạ? Vâng, chỗ nào cũng được, để trong phòng ngủ của mình cũng được không ạ? Được, vâng, tuyệt vời. Giá thị trường không dưới bao tiền anh? Có niêm yết ạ? Vâng. Có niêm yết 2,5 triệu. Vâng, 2,5 triệu. 2,5 triệu, thả tim có được nhiều quà không sốt. Anh giá vậy không được đâu, mai mang đồ của anh sang đây để đấu giá nhé. Xin chào tất cả các anh chị. Shop xin giới thiệu một tác phẩm Phật Bà Quan Âm được tạc trên chất liệu thạch anh trắng pha lê, rất là đẹp. Tích Phật Bà mà chúng ta tạc trên một chất liệu màu trắng, trắng pha lê như thế này thì cực kỳ giá trị. Tại vì ngài rất là hợp với màu trắng, màu trắng tinh khôi mà. Phật Bà Quan Âm là cứu độ chúng sinh, sẽ phù trợ cho tất cả chúng ta, và đặc biệt là ai là chủ nhân của tác phẩm này. Đây là ánh đèn chúng tôi chiếu từ xa nhé các bạn nhé, mà chúng ta thấy rất là giá trị. Màu trắng tinh khôi nhé. Chỉ có Tích Phật Bà chúng ta mới làm cho chất liệu đá thành trắng thì vô cùng hợp, có thể là hợp nhất tất cả các màu. Ngài ngồi trên tòa sen hiển linh, rất là thánh thiện và nhân từ. Có lẽ rất nhiều người đang theo dõi và đang hứng khởi muốn đấu giá một tác phẩm này. Rất là nhỏ nhắn xinh xánh, ngài ngồi trên tòa sen hiển linh. Tôi xin nhắc lại, đó là chất liệu thạch anh trắng. Thạch anh trắng. Các bạn thấy chưa ạ? Có lẽ rất nhiều người đã háo hức để đấu tác phẩm này. Giá thị trường không dưới 2,5 triệu đồng các bạn nhé. Giá thị trường đã nên biết là không dưới 2,5 triệu đồng. Đấy, chúng ta nhìn ở phần trên của ngài có thể trong như pha lê. Trong như pha lê. Rất phù hợp với tất cả các vị trí của các bạn. Đặt ở phòng khách cũng như là trước xe hơi. Đặc biệt là chúng ta có xe hơi, chúng ta đặt ở trước táp lô xe thì không còn gì để phải bàn cãi nữa. Tại vì... Vâng, cầu bình an đúng không ạ? Ok. Cầu phù hợp chúng sinh đúng không ạ? Nhưng không biết là hôm nay shop sẽ đưa ra giá là bao nhiêu? Vâng, giá thì vẫn là không đồng. Vâng, giá vẫn là không đồng. Còn đấu bao nhiêu là do các anh chị. Shop quá tuyệt vời. Vâng. Luật chơi không thay đổi ạ. Luật chơi không thay đổi, giá vẫn là không đồng. Đấu bao nhiêu là người đấu thắng. Rất nhiều người đã háo hức chờ đợi một tác phẩm này. Vâng. Quá giá trị. Nhanh đi thủ shop. Rồi, phiên đấu giá cuối cùng của buổi ngày hôm nay. Rất là cảm ơn các anh chị đã ủng hộ em đến bây giờ. Bởi vì em vừa đi làm về 9 giờ em mới đấu. Gần 10 giờ em mới đấu. 10 phút cho bức tượng. Vâng. Bằng chất liệu là gì ạ? Thạch anh trắng, thạch anh pha lê rất đẹp. Được chưa ạ? Phật Bà Quan Âm ngồi trên tòa sen. Mình có thể để ô tô này, để trong nhà này, để trên bàn thờ này, để trên bàn làm việc đều được. Bắt đầu chưa ạ? Bắt đầu chưa ạ? Vâng, trả giá nhé. Vâng, nhanh tay ạ. 10 phút. 3, 2, 1, bắt đầu. Thời gian bắt đầu rồi đấy ạ. Shop lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình, đó chính là không đồng với một tác phẩm 2 triệu rưỡi trên thị trường. Thì anh Đức Anh ơi, cái này rất là phù hợp đấy ạ. Trần Văn Xuân 500k rồi, cảm ơn em. Trần Văn Xuân 500k, kim đi. Trần Văn Xuân 500k, cảm ơn em. Em mua đi. Rồi, cảm ơn Nhóc Lý ơi, bạn chậm hơn một chút rồi, bạn có thể trả giá cao hơn được không ạ? Trần Văn Xuân 500k, vâng. Chân Trung đế xoay bao tiền thì không bán nhé, vâng. Nhóc Lý, đợi một chút, vâng, đợi một chút để tôi kiểm tra, vâng. Anh Phạm Tuấn Hải 600k, anh Phạm Tuấn Hải 600k, Nhóc Lì 700k, Nhóc Lì 700k, vâng. Anh Phạm Tuấn Hải 701, vâng, 701, tuyệt vời. Anh Vũ Thế Thái Thượng 730, đấu giá cao nhé, đấu giá cao. Hiếu ơi, 730 rồi em, 777, vâng. Trần Hải lần này được đi em ơi, Trần Hải, được đi em ơi, 777, số rất đẹp. Chậm rồi. Chậm rồi nhé, chậm rồi nhé. Vâng, 777. Xin mời. 800k.
Vâng, xin mời, xin mời. Vâng, xin mời. Vâng. Xin mời tiếp tục ạ. Vâng, xin mời tiếp tục. 888 ạ. 888, vâng. 888 của anh Sochiba. Hôm nay có vẻ như là phiên của anh Sochiba hay sao ấy. Anh Sochiba đấu rất là hoành tráng. Vâng. 889. Anh Sochiba là một cái khách hàng chạy quảng cáo của tôi rất là lâu rồi. Và tôi vẫn nhớ. Vâng. Anh Vũ Thái Thượng 990 tuyệt vời. Phan Thủy 990 chậm rồi em ơi. Phan Thủy phải trả cao hơn một chút. Vâng. Rất là hấp dẫn, rất là hấp dẫn, rất vâng. Vui, rất vui. 999, vâng. 999 đang là cao nhất. 999 đang là cao nhất, vâng. Mai đang thành 850 chậm rồi. Chúc Hiếu cố lên em ơi. Phật, Phật là tùy duyên các bạn nhé. Phật là tùy duyên. Nếu như ai có duyên thì Phật sẽ đến với người đó. Các anh chị lưu ý là chúng ta đang đấu giá nhé. Chúng ta đang đấu giá là một cái sản phẩm vô cùng tâm linh, phong thủy. Cho nên là vui lòng là không trả giá rồi bỏ bom. Vâng, người mua thì không mua được, người bán thì không mua. Vâng, Phật của đấy ạ. Tôi thì mất thời gian với anh chị. Và sau đấy những người khác lại buồn phiền về tôi. Vâng. Vâng, Phan Thủy 1200k, vâng, của mình rồi. Tuyệt vời, vâng, để tôi kiểm tra. Vâng. Chị Phan Thủy nhất trí ạ, vâng. Shop tắt đèn pin đi cho dễ nhìn. Tắt đèn pin của shop này. Vâng, bạn chị Tì Duyên, chị Phan Thủy. Vâng, sản phẩm này là một sản phẩm Phật, được chưa ạ? Sản phẩm Phật, vâng. 1270, vâng, anh Trung Hiếu ơi. Rất tuyệt vời. 1270, vâng. 1270 tuyệt vời. 1270. Kích thước vâng, là rồi, cao bằng, một... bằng pha lê cho nên là nó thành... chiếu với một cái áo sáng cho là Thạch Anh pha lê cao 10 phân, 10 cm. Đây là Thạch Anh pha lê cao cấp 10 cm nhé. Vâng. Để đâu cũng đẹp và mận gì cũng đẹp. Kích thước của ngài là 10 cm nhé, kể từ tòa sen lên. Vâng. Chế tác vô cùng tinh xảo anh chị nhé. Vâng. Vâng, bạn Trung Hiếu 1270, bạn Trung Hiếu 1270. Vâng, Xuân ơi có trả cao không em? Anh Cường ơi, 999 chậm rồi anh Cường ơi. Làm phát đi ngay anh Cường ơi. Vâng, 1270. Mấy vết ngọc đấu giá chưa sốt, vâng. Bây giờ đang đấu là tượng Phật Bà Quan Âm ạ, vâng. Phật Bà Quan Âm đang ngồi trên tòa sen. Vâng, đây là phiên đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay. Phiên đấu giá cuối cùng. Xin mời. Vâng, có lẽ nào Trung Hiếu sẽ thắng sản phẩm này. Anh rất vui mừng để tặng cho em. Vâng. Vũ Thái Thượng 1.300.000. Vũ Thái Thượng đang dẫn đầu. Một tác phẩm Phật Bà Quan Âm mà Thầy Anh pha lê vô cùng đẹp. Có thể nói chúng ta đi khắp chốn mọi nơi, nhưng mà đi đến đâu chúng ta thấy hình ảnh Phật Bà Quan Âm hiển linh. Đó là một trong những tích về Phật Bà mà tất cả chúng ta tôn thờ và cho rằng ngài là người đã mang lại còn 5 phút ạ. Những điều ước cho chúng ta. Chất liệu Thầy Ánh Trắng các bạn nhé. Thầy Ánh Trắng pha lê thiên nhiên 100%. Vâng. Mệnh thủy màu trắng cũng rất hợp bạn nhé. Vâng, anh Tuấn Anh là có comment góp ý và cảm ơn anh rất nhiều. Trắng tương sinh với mệnh thủy sẽ luôn bình an với tượng này. Vâng. Nếu ai mệnh thủy mà có xe hơi hoặc là đang kinh doanh thì cứ xin mời đi ạ. Vâng. Cứ xin mời. Tuyệt vời ạ. Tôi có xe hơi, vâng. Ngày mai tôi sẽ bảo chủ đầu tư bán rẻ cho tôi một sản phẩm vì tôi không được quyền tham gia đấu giá. Vâng. Để chúng ta nhìn màn hình hơn cho chuẩn hơn. 1.3 triệu rồi đấy ạ, 1.3 triệu. Anh Vũ Thái Thượng tham gia đấu giá rất nhiều phiên rồi. Đây là shop đang để ở một hình ảnh rất là chuẩn, không có đèn. Quý vị nhá, các bạn nhá. Phật Bà Quan Âm đang ngự trên tòa sen. Vâng, bao giờ đấu giá ngày mai nhé. Vâng, tất cả các buổi tối đều đấu giá anh Cường nhé. Vâng. Chúng ta để ý ở trên phần đầu của bà. Chất ngọc rất là trong. Để nói rằng là chất đá rất là già.
1 triệu 3, có ai trả hơn không ạ? Vâng, có lẽ anh Thượng ơi, anh bỏ số điện thoại luôn đi ạ. Vâng, để ta kết thúc phiên đấu giá, nghỉ ngơi sớm ạ. Vâng. Phan Thủy, bạn 1.350.000 ạ. Anh Thượng ơi, có đối rồi. Em nghĩ rằng là, Sốp nghĩ rằng là tác phẩm này đang còn rất nhiều người đang ủ mưu để chờ đến phút cuối. Tại vì đây là một tác phẩm cực kỳ giá trị. Phật Bà Quan Âm mà chúng ta tạc cái chất liệu đá thành anh màu trắng thì một quá hợp. 1.350.000 rồi. Ok. 1.360.000 rồi. Vâng, 1.360.000 rồi. Tuyệt vời. 1.360.000 rồi. Anh Thượng đã để lại số điện thoại luôn rồi. Vâng. 1.360.000 rồi. Đấy. Bằng chất liệu ngọc nên mình soi vào cái đá sáng rực, kể cả trên camera của iPhone mọi người nhìn rất là rõ nét đúng không ạ? Sáng rực bầu trời lên tắt đi một cái nó khác ngay. Đấy. Chị Thủy ơi, 1.360 rồi, chị có trả giá cao hơn không ạ? 1.360 rồi, thời gian còn bao lâu? 2 phút 40 giây. Sốp nghĩ rằng còn rất nhiều người đã ủ mưu đấy. Rất nhiều người ủ mưu, Vũ Thái Thượng phải đề phòng nhá. Tại vì đây là một tác phẩm vô cùng giá trị. Phật duyên mà, Phật duyên nếu hợp duyên được với ai, Phật sẽ về với người đó và Phật sẽ độ cho người đó đạt được những gì mong muốn và che chở cho người đó được bình an. Vâng, chúng ta chuẩn bị bước sang ngày quốc tế thiếu nhi rồi đấy ạ. Vâng. Anh Thượng đã đưa luôn địa chỉ rồi ạ. Vâng. Liệu hôm nay tất cả chúng ta có nhường cho anh Vũ Thái Thượng không ạ? Đây anh Hiếu bảo bình tĩnh đấy, anh Thượng ơi, anh cứ bình tĩnh. Anh cẩn thận nhá. Anh Vũ Thái Thượng phải cảnh giác nha, hôm nay còn rất nhiều người đang ủ mưu với tác phẩm này. Em đoán là anh Trung Hiếu đang ủ mưu đây này. Tại vì chưa một tác phẩm nào Sốp giới thiệu kỹ như tác phẩm này. Dạ, 1.4 triệu của chị Phan Thủy ạ. Chị Phan Thủy đã 1 triệu. 1.4 triệu, ok luôn. 1.4 triệu. Còn 1 phút rưỡi ạ. 1 phút 30 giây. Anh Vũ Thái Thượng đang dẫn đầu. 1.4 1.0. 1.4 1.0, vâng. Vũ Thái Thượng anh. Vâng, mình phải chiếm thế thượng phong chứ đúng không ạ? Vâng. Vũ Thái Thượng, phiên đấu giá cuối cùng. Thời gian, vâng. Sốp ơi. Ngài sẽ về với ai ạ? Nguyễn Hiệp, 1.500.000. Vâng, 1.500.000. Vâng. Như Sốp đã dự định là còn rất nhiều người đã ủ mưu với tác phẩm này. Tại vì Sốp đã giới thiệu rất kỹ, đây là một tác phẩm Phật Bà Quan Âm, Thầy Ánh Trắng. Nguyễn Hiệp đang dẫn đầu ạ. Vâng. Anh Nguyễn Hiệp, vâng. Chị Nguyễn Hiệp thì đúng hơn. Vâng. Tôi biết nên là ai rồi. Vâng. Rất là tuyệt vời. Tôi biết bạn Nguyễn Hiệp này. Học viên chạy Facebook của tôi. Và tôi chạy quảng cáo. Thời gian Sốp ơi, 30 giây nữa. Còn 30 giây. Chúc mừng Hiệp. Vâng. Anh Thượng ơi, Cố lên. 30 giây nữa. Vâng. Sốp đưa xin thời gian ạ. Chưa lui. Vâng. 20 giây nữa. Thái Thượng là 1.550.000. Vâng. Thời gian. Chúng ta hãy thời gian nhá. Vâng. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 3, hết giờ. Hết giờ. Chúc mừng anh Nguyễn Hiệp ạ. Chúc mừng chị Nguyễn Hiệp ạ. Anh Thái Thượng ơi, rất tiếc cho anh Thái Thượng. Đã xuống rồi. Trung Hiếu 1.8 triệu. Cũng như Sốp đã nói mà tác phẩm này còn rất nhiều người ủ mưu để muốn tham gia, nhưng mà vì thời gian Sốp đưa ra 10 phút nên là mọi người cứ chờ. Cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Sốp. Lát, mặn lát. Nguyễn Hiệp. Cả số luôn rồi. Dạ, chúc mừng chị Nguyễn Hiệp ạ. Rồi, rồi, để cho tôi 1 giờ 1 phút để giải thích với chị Hiệp với lại Thượng với Hiếu nhé. Hiếu là thả số 1.8 là sau khi anh công bố. Không. Cái này thì buộc lòng là anh phải nói thật là anh rất tầm muốn bán sản phẩm cho em và cho tất cả mọi người, nhưng mà khi anh công bố hết giờ rồi thì Hiệp đã là người chiến thắng.
Thực sự là anh nhìn thấy cái bình luận của em sau đó 3 giây. Sau khi anh công bố xong thì anh mới nhìn thấy cái bình luận của em. Còn thượng thì thua rồi, thượng thì thua là thua rồi. Thua tâm phục khẩu phục rồi. Bởi vì là bạn Hiệp bạn em trả lên 1.700.000. Cái này thì anh phải rất là xin lỗi Hiếu, anh phải rất xin lỗi Hiếu. Rồi, Hiếu phải nhớ là em phải trả nhanh bởi vì nó có thời gian nó có độ trễ. Nếu như khán giả đang có một yêu cầu rất là lớn và đang khát vọng thì Shop vẫn còn một tác phẩm y chang như thế này đang định để dành vào ngày mai, hay là để Shop họp một phút, nếu chúng ta khán giả ra đồng ý thì Shop sẽ đưa một tác phẩm này ngay hôm nay, không cần đợi đến ngày mai cho đóng Shop được không ạ? Ok, để Shop chốt sản phẩm này trước. Shop trong bữa nay Shop Hiệp ơi. Hiệp ơi, rồi bạn Thượng vừa chúc mừng bạn Hiệp, bạn Hiếu chúc mừng bạn Hiệp, ok. Vâng, đúng rồi, anh Bùi Minh còn nói là tôi nhìn thấy Hiếu lúc chơi hết giờ, đúng rồi ạ. Nhưng mà lúc em nhìn thấy thì nó lại hết giờ mất rồi anh ạ, vâng. Sốp ơi, anh có một tác phẩm này. Chơi mất khoảng mấy giây, vâng. Em cho anh số điện thoại, và địa chỉ em nhé. Đây này, bạn Hiếu là bạn ấy trả 1.800.000 bạn không mua được nhưng mà bạn ấy rất là vui vẻ. Chính là của bên mình ấy là khi công bố rồi là mình sẽ giữ đúng lời hứa, đúng không ạ? Để mọi người đều có quyền bình đẳng với nhau. Vâng. Shop ơi, theo tôi góp ý hay còn một tác phẩm nữa đang để dành đến ngày mai, hay chúng ta đấu giá luôn cho nóng hổi, mình sẽ phá lệ buổi hôm nay được không ạ? À, Shop? Không còn người đấu đâu. Không còn người đi, mệt hết rồi. 12 giờ. Ok. Không sao ạ. Bây giờ Hiếu cũng ngồi đây đợi anh một giây thôi, đợi anh một giây để anh chốt thông tin với Hiệp một cái. Vâng. Hiệp ơi, em cho anh số điện thoại và địa chỉ. Anh cần phải chốt với em, nếu mà em không chốt được thì anh sẽ phải nhường cái sản phẩm để cho người đấu giá tiếp theo. Vâng. Lâu rồi không gặp em, thậm chí em không còn số của em. Em không nghe em Hiệp ơi. Dạ anh Hiệp ơi, nếu mà trong một phút mà anh không gửi cái... Có rồi. À anh gửi, ở đây rồi ạ. 108B đây. Anh ơi, anh cho em xin số điện thoại được không ạ? Bên số mình không có tượng Thiên Chúa Giáo. Đấy, sau này mình sẽ làm đấy, sau anh. Chỉ anh không có số điện thoại. Ok rồi, bạn Hiệp đã xác thực rồi. Anh rất là xin lỗi Hiếu nhé. Em rất là xin lỗi, hoặc là mình rất là xin lỗi Hiếu nhé. Rồi. Thành công. Sản giá